Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV Nghe Là Mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 1332, phát hiện tân trụ. Trưởng Tôn Thánh Hải trên mặt dáng tươi cười, nói, Hứa sư đệ vội vàng trở về, lại phải đi ra ngoài, đây là muốn đi hướng nơi nào? Hứa Ứng cười ha hả, cười nói, ta vừa mới nhìn thấy đại sư huynh cũng là từ bên ngoài trở về, đại sư huynh lại là đi nơi nào? Hắn dò xét Trưởng Tôn Thánh Hải, mắt nhìn thẳng giống như là cái kia khăn đen che mặt tặc nhân, liếc mắt nhìn, cũng giống là khăn đen che mặt tặc nhân. Trái xem phải xem, cũng giống như tặc. Trưởng Tôn Thánh Hải kinh ngạc nói, ta vẫn luôn tại Xá An Cung, chưa từng đi ra ngoài, rất nhiều sư đệ muội đều có thể làm chứng. Sư đệ khi nào gặp ta từ bên ngoài trở về? Hứa Ứng trong lúc nhất thời không dám khẳng định người bịt mặt kia có phải là hay không hắn, kinh ngạc nói chẳng lẽ ta nhìn lầm người. Đại sư huynh đây là đi nơi nào? Trưởng Tôn Thánh Hải nói, ta lần này đến chính là tìm ngươi. Sư đệ, ta được đến một khối không trọn vẹn bia đá, thiếu khuyết mấu chốt bộ phận, nghe nói sư đệ có được một khối khác bia đá. Bởi vậy đến đây nhìn một chút, phải chăng có thể đụng thành nguyên một khối. Hứa Ứng trừng to mắt theo dõi hắn. Trưởng Tôn Thánh Hải trong ánh mắt giống như là cất giấu hai uông ấm áp nước suối, rất là ôn nhuận, mỉm cười nhìn xem hắn. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có một khối tổ truyền bia đá, cũng là khối không trọn vẹn, từ tổ thượng truyền đến ta thế hệ này, từ đầu đến cuối không có tìm tới một nửa khác. Trưởng Tôn Thánh Hải vui vẻ nói, sư đệ nhanh lấy ra, nói không chừng chúng ta bia đá là cùng một khối. Hứa Ứng lấy ra một khối khác bia đá, Trưởng Tôn Thánh Hải cũng đem chính mình tấm bia đá kia lấy ra, hai người cùng tiến tới. Hứa Ứng kinh ngạc nói, thế mà thật là cùng một tấm bia đá. Sư huynh, ngươi nhìn trên tấm bia đá còn có chữ mà. Trưởng Tôn Thánh Hải cũng là chấn động vô cùng, nói thế mà dùng hay là ta bỉ ngạn lý văn. Tựa như là một môn công pháp, Hứa Ứng tiến đến trước mặt cẩn thận phân biệt, nói, phía trên này công pháp, giống như gọi là Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh. Sư huynh, chúng ta lại có duyên này phân, đạt được môn công pháp này, nhất định là chúng ta tổ thượng tích đức. Trưởng Tôn Thánh Hải cũng là cảm khái không thôi, nói, nhà tích thiện tất có dư khánh, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Hứa Ứng nghe vào trong tai, trong lòng hồ nghi, câu nói này rõ ràng là địa tiên giới ngạn ngữ, không phải bỉ ngạn lời nói, hắn lại nói ra miệng, mà lại nói là cổ nhân nói tới. Vị đại sư huynh này, lai lịch còn nghi vấn. Hai người lúc này nghiên cứu trên tấm bia đá Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh công này chính là Hồng Đạo Quân công pháp tu luyện, Hồng Đạo Quân cũng không phải là Kim Luân Nhân Quả người khai sáng nhưng thật ra là người thiên cảnh. Tại diệt tuyệt thiên cảnh trong chiến đấu, Hồng Đạo Quân đoạt được tấm bia đá này, từ đó trở thành bỉ ngạn tu luyện nhân quả đại đạo cường giả. Tu hành công này, cần nhập trần thế lịch luyện, rõ ràng nhân quả, luyện thành nhân quả Kim Luân, để ngàn vạn nhân quả đều là quấn quanh ở trên Kim Luân, chính mình thì không dính nửa điểm. Làm đến siêu nhiên. Hứa Ứng cùng Trưởng Tôn Thánh Hải riêng phần mình lĩnh hội, lại tập hợp một chỗ, lẫn nhau nghiên cứu và thảo luận, phát hiện đối phương năng lực lĩnh ngộ độ cao, chính mình trước đây chưa từng gặp, không khỏi riêng phần mình nghiêm nghị. Bất quá, bọn hắn hai đại cao thủ cùng một chỗ lĩnh hội, Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh, huyền bí chỉ dùng non nửa năm thời gian, liền bị bọn hắn tìm hiểu ra đến, riêng phần mình có đại thu hoạch. Dùng thời gian nửa năm tìm hiểu ra Kim Luân Nhân Quả, đối với Hứa Ứng tới nói đã 10 phần không tầm thường. Năm đó Hư Hoàng Đại Đạo Quân đưa tới Hỗn Nguyên Động Nguyên Tịch Kiếp Kinh, bọn hắn tập hợp địa tiên giới tất cả trí tuệ, cũng dùng 10 năm mới đưa môn công pháp này lĩnh hội mà ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói rõ Hứa Ứng cùng Trưởng Tôn Thánh Hải siêu việt địa tiên giới tất cả trí tuệ, mà là hai người bọn họ tích lũy tri thức, viễn siêu địa tiên giới tích lũy tri thức, bởi vậy địa tiên giới giải mã đứng lên rất khó, mà bọn hắn giải mã đứng lên liền rất đơn giản. Hứa Ứng đang muốn tu luyện Kim Luân Nhân Quả, lại truyền đến Thái Nhất Đại Đạo Quân bế quan kết thúc, triệu kiến hắn tin tức. Hứa Ứng đành phải tạm thời buông xuống tu luyện nhân quả đại đạo, đến Giao Quang Điện gặp Thái Nhất Đại Đạo Quân. Thái Nhất Đại Đạo Quân ngồi ngay ngắn ở lưu ly phỉ thúy trên đài, quanh thân bảo quang mờ mịt, sau đầu thần quang càng là sáng chói, thấy không rõ bộ mặt của hắn. Hứa Ứng, ta thương thế đã khỏi hẳn, ngươi đem Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh truyền ta. Thái Nhất nói. Hứa Ứng nói, vâng, sư tôn. Thái Nhất Đại Đạo Quân khẽ nhíu mày, cảm thấy cái này âm thanh sư tôn có chút chói tai. Hứa Ứng đem Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh mỗi chữ mỗi câu niệm tụng, cũng không có nửa điểm bỏ sót cùng sửa đổi. Huyền Hoàng Đạo Giới là đại đạo chủ cấp công pháp, cần đem động nguyên luyện thành đại đạo thế giới, Như thế đại đạo thế giới sau khi tu luyện thành, như lưu ly giống như thông thấu, giữa thiên địa bất luận cái gì đại đạo đều chiếu rọi tại đạo giới bên trong, hết thảy đạo pháp, ở trong mắt đại đạo chủ liền lại không bí mật có thể nói. Chỉ là, môn công pháp này là dùng lý văn viết mà thành. Lý văn là một loại đạo ngữ, Hứa Ứng niệm tụng lý văn, có nhiều chỗ lĩnh ngộ của mình không đủ, trở ngại đạo hạnh, liền khó có thể đem chính xác hàm nghĩa biểu đạt ra tới. Hắn từ đầu tới đuôi đọc thuộc lòng một lần, Thái Nhất Đại Đạo Quân có chút nhíu mày, nhưng cũng biết Hứa Ứng rất không có khả năng đem công này từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Muốn từ đầu chí cuối thuật lại, chỉ có huyền hoàng phục sinh mới có thể làm đến. Hứa Ứng giảng xong, liền lui sang một bên, Thái Nhất Đại Đạo Quân nhắm mắt lại, lẳng lặng lĩnh hội. Hứa Ứng lườm Thái Nhất Đại Đạo Quân một chút, thầm nghĩ, huyền hoàng đạo giới kinh, cùng hỗn động bất diệt kinh, hai loại chứng đạo mạch suy nghĩ lại không giống nhau, đi là hai loại hoàn toàn khác biệt con đường. Huyền hoàng đạo giới kinh là luyện đạo giới lấy chứng đạo, hỗn động bất diệt kinh là luyện hỗn động lấy chứng đạo. Mà đạo giới cùng hỗn động là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật. Mà trước đây từng cái cảnh giới, mọi người tu luyện đều là động uyên, cũng không khác biệt, mà tới được đại đạo chủ cảnh giới này, hết lần này tới lần khác liền muốn tu luyện khác biệt mới có thể tu thành đại đạo chủ. Không phải nói mọi loại đại đạo, trăm sông đổ về một biển, làm sao càng đến phía sau, ngược lại khác nhau càng lớn. Trong lòng của hắn có chút không hiểu, lĩnh hội huyền hoàng đạo giới kinh cực kỳ khó khăn, Hứa Ứng mặc dù có hỗn động bất diệt kinh nội tình, nhưng cũng không muốn tại trên môn công pháp này tốn hao quá nhiều thời gian. Tương phản, hắn đối với Kim Luân Nhân Quả bực này thua xa tại huyền hoàng đạo giới kinh công pháp càng có hứng thú. Nếu là ta chính mình lĩnh hội huyền hoàng đạo giới, ít nhất cần trăm ngàn năm mới có thể ngộ ra, nói không chừng còn ngộ không thấu. Không bằng tiết kiệm thời gian, nghiên cứu nhân quả, luân hồi, vô cực những đại đạo này. Ánh mắt của hắn chớp động, thầm nghĩ, Thái Nhất Đại Đạo Quân lĩnh hội huyền hoàng đạo giới mà nói, khả năng cần thời gian so ta ngắn rất nhiều, nhưng thấp nhất cũng sẽ ngắn tại 10 năm. Năm đó nguyên giới đại đạo chủ đạo Tông Nguyên truyền thụ Hứa Ứng hỗn động bất diệt kinh, liền dùng thời gian 10 năm mới đưa môn công pháp này giảng giải thấu triệt. Thái Nhất Đại Đạo Quân đạo hạnh khẳng định không bằng đạo Tông Nguyên, bởi vậy Hứa Ứng kết luận hắn tốn hao thời gian tất nhiên so 10 năm muốn dài. Lúc này, Thái Nhất Đại Đạo Quân mở mắt, nói, Hứa Ứng, người có thể đi ra. Vi sư muốn lại bế quan một lần. Hứa Ứng khom người xưng phải, nói, sư tôn lần này bế quan, nếu đang có chuyện, phải làm như thế nào? Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, vi sư lần này bế quan, ngoại sự có Cửu Tăng Đạo Quân, nội sự có Trưởng Tôn Thánh Hải. Hứa Ứng khổ sở nói, sư tôn, đệ tử nhập môn, còn chưa từng đạt được sư tôn truyền thụ. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, ngươi muốn học cái gì, để Cửu Tăng cùng Thánh Hải dạy ngươi. Hứa Ứng nói, sư tôn tìm hiểu ra huyền hoàng đạo giới, có thể hay không truyền cho đệ tử. Thái Nhất Đại Đạo Quân ánh mắt rơi vào trên người hắn, Hứa Ứng chỉ cảm thấy trong ánh mắt này toát ra một cỗ sát ý, nhưng là chẳng biết tại sao lại ẩn nhẫn lại. Tương lai, ta sẽ truyền cho ngươi. Thái Nhất Đại Đạo Quân phất tay. Chương 1333, Hứa Ứng rời khỏi Giao Quang Điện, thầm nghĩ, hẹp hòi. Còn không bằng Trác Đạo Thuần sư đệ hào phóng. Trác Đạo Thuần năm đó còn truyền thụ cho Minh Hy đế tử một câu Thái Nhất chân truyền. Bất quá, hắn đối với Thái Nhất Đại Đạo Quân công pháp cũng không có bao nhiêu ý nghĩ, Thái Nhất Đại Đạo, hắn đã tu luyện tới cực cao hoàn cảnh, không muốn như vậy chứng đạo bất hủ, lại đi tu luyện Thái Nhất công pháp cũng không nhiều chỗ cực tốt. Hay là trước tu luyện Kim Luân Nhân Quả, môn công pháp này cần phải đi một chuyến trần thế lịch luyện, mới có thể lĩnh ngộ ra nhân quả Kim Luân. Nên như thế nào lịch luyện? Hứa Ứng đang nghĩ ngợi, đột nhiên đạo kỳ thiên bên trong một cỗ kinh khủng thần thức tại rất nhỏ chấn động, rung chuyển thời không, nhưng là hắn nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Thầm nghĩ, bất hủ giả thần thức đối thoại. Cái này bất hủ giả thần thức, quá cường đại, cổ lão không gì sánh được, tu vi không bằng Đại Đạo Quân, cũng không khác nhau lắm, tuyệt đối là đạo quân bên trong cao thủ. Trong lòng của hắn chịu nặng, bỉ ngạn cao thủ như vậy thực sự nhiều lắm. Cỗ kia khủng bố thần thức rất nhanh liền đem tin tức truyền lại một lần, cáo chi tất cả bất hủ. Sau một lúc lâu, Cửu Tăng Đạo Quân thần thức truyền âm Xá An Cung, truyền lại đến trong tai của mọi người, cất cao giọng nói, Kỳ Hồng Đạo Quân đưa tin. Trinh sát trở về, tại tìm kiếm tam giới phương vị lúc, phát hiện một cái tân vũ trụ. Trinh sát làm tốt tiêu ký, liền chạy về. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Thái Nhất môn hạ đệ tử kích động vạn phần, trách móc làm một mảnh. Hứa Ứng đi ra trụ sở, hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy mọi người kích động như thế, thấp giọng nói, ở trong hỗn độn hải phát hiện một cái tân vũ trụ không phải rất bình thường a. Đến nỗi như thế kích động, lúc này Trưởng Tôn Thánh Hải thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Nói, phát hiện một cái tân vũ trụ, liền mang ý nghĩa lãnh địa mới. Khối này lãnh địa mới, không có trải qua Thúy Nham thanh lý, còn tràn đầy sức sống. lúc này liền cần các vị bất hủ giả phái người tiến đến, gọi người khai hoang, đem lãnh địa mới thanh lý một phen. Phụ trách thanh lý người, nhóm đầu tiên tiến vào vũ trụ kia, có thể vơ vét rất nhiều bảo vật, cho nên tất cả mọi người hy vọng làm người khai hoang này. Hứa Ứng ngạc nhiên, bảo vật, Bỉ Ngạn như vậy màu mỡ, cướp đoạt đại thiên vũ trụ tài phú, còn cần bảo vật gì? Trưởng Tôn Thánh Hải đi vào bên cạnh hắn cùng một chỗ nhìn về phía rộng lớn Xá An Cung, mỉm cười nói, Bỉ Ngạn hoàn toàn chính xác màu mỡ không gì sánh được, khắp nơi đều có đạo tượng, nhưng cùng lúc Bỉ Ngạn không gì sánh được khốn cùng. Màu mỡ chính là bất hủ, Chân Vương, đạo quân cùng đại đạo quân, cùng bất hủ đệ tử, cùng Bỉ Ngạn sinh hoạt tại lòng đất đám người, có quan hệ gì? Hứa Ứng trầm mặc một lát, thở dài, Bỉ Ngạn, bất quá là cỡ lớn nguyên thú mà thôi. Cửu Tăng đạo quân thanh âm truyền đến, trầm giọng nói, tân vũ trụ cần khai hoang, chúng ta Thái Nhất Môn Hạ cũng cần phái ra người khai hoang. Lần này Thái Nhất Môn Hạ có 100 vị danh ngạch, các vị bất hủ, đều chiếm 5 vị, mặt khác, phân cho chư vị sư huynh đệ. Đám người gieo hò một mảnh, Cửu Tăng, Ngọc Quyền Chân Vương, Tông Nghĩa Chân Vương mấy người cũng cần danh ngạch, lưu cho môn hạ đệ tử của chính mình. Những này bất hủ phân qua về sau, đến Hứa Ứng những người này, còn có thể còn lại 50 cái danh ngạch. Sau một lúc lâu, Cửu Tăng đạo quân đi vào Hứa Ứng cùng Trưởng Tôn Thánh Hải sau lưng, nói, hai vị sư đệ, lần này các ngươi riêng phần mình có một cái danh ngạch. Hứa Ứng cùng Trưởng Tôn Thánh Hải cảm ơn. Cửu Tăng đạo quân cười nói, các ngươi một cái là sư môn người thứ nhất, một cái là người thứ hai, lần này tân trụ chuyến đi, còn cần nhiều hơn chiếu cố sư đệ sư muội. Hứa Ứng cùng Trưởng Tôn Thánh Hải xưng là. Cửu Tăng đạo quân thần thức truyền âm, nói, Thánh Hải, đến tân trụ, ngươi liền lập tức thống hạ sát thủ, diệt trừ Hứa Ứng. Trưởng Tôn Thánh Hải bất động thanh sắc, thần thức ba động, nói, đây là cớ gì? Cửu Tăng đạo quân nói, kẻ này chính là người tam giới không thiện nhân, trước có thông thiên, sau có hạo dập, lại có hư hoàng các loại đạo tặc. Hứa Ứng đã đem huyền hoàng đạo giới kinh truyền, không có tác dụng, tại tân trụ xử lý hắn thần không biết quỷ không hay, cũng có thể miễn cho đạo chủ công pháp rơi vào tay người khác. Trưởng Tôn Thánh Hải nói, sư tôn có biết không? Cửu Tăng đạo quân nói, sư tôn đang bế quan, không biết việc này. Ngươi có thể yên tâm, chuyện này ta làm chủ, xảy ra chuyện, ta đến khiêng. Trưởng Tôn Thánh Hải nói, có sư huynh câu nói này, ta liền có thể yên tâm xuất thủ. Cửu Tăng đạo quân thở vào một cái động viên hai người vài câu, cười nói, đến tân trụ, các ngươi nhất định phải hai bên cùng ủng hộ, trong sư môn bộ, cũng không thể nội đấu, để người ngoài chê cười. Nói đi, đứng dậy rời đi. Cửu Tăng đạo quân sau khi đi, Trưởng Tôn Thánh Hải truyền âm nói, Cửu Tăng sư huynh để cho ta tiến vào tân trụ sau liền lập tức giết chết ngươi. Hứa Ứng nao nao, là Thái Nhất đại đạo quân chủ ý. Trưởng Tôn Thánh Hải lắc đầu, hẳn không phải là, hẳn là Cửu Tăng chủ ý của mình. Hắn đối với sư tôn trung thành tuyệt đối, đối với người dạng này sau đầu dài phản cốt người, khẳng định sẽ hận không thể trừ chi cho thống khoái. Hứa Ứng sờ lên cái ót của mình, tức giận nói, ta sờ qua, ta căn bản không có phản cốt. Đại sư huynh, như vậy đến tân trụ về sau, người có thể hay không động thủ? Trưởng Tôn Thánh Hải thở dài, sâu kín nhìn chăm chú lên hai tay của mình, khó nói. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, lập tức cáo từ. Qua mấy ngày, hỗn độn hải bến đỏ, các vị bất hủ, Chân Vương, đạo quân, đại đạo quân riêng phần mình chọn phái đi đệ tử, thiếu 5 người, nhiều trăm người, tề tụ một đường. Lúc này, bến đỏ đã chuẩn bị từng chiếc Thúy Nham lâu thuyền, tùy thời có thể lấy dương buồm xuất phát. Hứa Ứng nhìn bốn phía, không có phát hiện có bất hủ cảnh tồn tại lên thuyền, thầm nghĩ, Bỉ Ngạn cường giả liền yên tâm như vậy, để đệ tử xuất chinh tân trụ. Chẳng lẽ liền không sợ tân trụ có vô thượng cường giả tỏa chấn, đem những đệ tử này hết thảy diệt. Hắn lập tức tỉnh ngộ, bọn hắn sợ, cho nên muốn phái đệ tử là người khai hoang. Nếu là tân trụ thật sự có vô thượng cường giả, chết cũng là đệ tử mà không phải bọn hắn. Coi như đệ tử lại lần nữa trụ được cái gì bảo vật, bọn hắn chỉ cần đỏ mắt, để đệ tử giao ra, đệ tử nào dám không giao. Bất quá, đến chỗ này người khai hoang, không có chút nào bị lợi dụng cảm giác, ngược lại rất là hưng phấn, đối với lần này xuất chinh tràn ngập chờ mong. Dù sao, Bỉ Ngạn tài nguyên độ cao tập trung, đây là bọn hắn số lượng không nhiều cơ hội vươn lên. Hứa Ứng, Trưởng Tôn Thánh Hải cùng với những cái khác Thái Nhất Môn người cùng một chỗ leo lên một chiếc Thúy Nham lâu thuyền, những người khác cũng riêng phần mình lên thuyền, phía trước có trinh sát khống chế kỳ hạm, ở phía trước Hoa Tiêu. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, từng chiếc Thúy Nham lâu thuyền rốt cục lên đường, lái vào hỗn độn hải, hướng một vũ trụ khác xuất chinh. Hứa Ứng đứng ở đầu thuyền, trong nội tâm một cỗ cảm xúc bành trướng chập trùng. Khai hoang, cỡ nào duyên dáng từ ngữ, nhưng cái gọi là khai hoang, nhưng thật ra là dùng đao cùng lửa, đem trên đất hoang cỏ dại diệt trừ. Mà tân trụ chính là đất hoang, cỏ dại chính là nơi đó dân bản địa. Như vậy, ta nên như thế nào tự xử? Hứa Ứng trong lòng yên lặng nói, ta là cùng theo bọn hắn cùng một chỗ khai hoang, hay là khoanh tay đứng nhìn? Nếu như bọn hắn lần này phát hiện, không phải Tân Trụ, mà là tam giới đâu? Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía trên thuyền những cái kia trong hưng phấn các sư huynh đệ, sâu kín thở dài. Vì ta đạo tâm suy nghĩ, đến Tân Trụ, đành phải trước đưa những sư huynh đệ này bọn họ lên đường. Chương 1334, Tân Trụ đạo khóc. Lúc này, Hứa Ứng chỉ cảm thấy có vài đôi ánh mắt rơi vào trên người mình, quay đầu nhìn lại, phía sau là từng chiếc Thúy Nham lâu thuyền, không biết là người phương nào tại nhìn chăm chú chính mình. Có người để mắt tới ta, Hứa Ứng lơ đễnh, xuất chúng người, cuối cùng sẽ bị rất nhiều hai mắt ánh sáng để mắt tới. Từng chiếc Thúy Nham lâu thuyền đi theo kỳ hạm, ở trong hỗn độn hải chạy, tốc độ dần dần tăng lên. Trong hỗn độn hải không có thời gian trôi qua, nhưng người trên thuyền lại có thể cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ là loại này trôi qua rất là cổ quái, bỗng nhiên hướng về phía trước, bỗng nhiên hướng về sau. Có đôi khi, bọn hắn thậm chí sẽ thấy một đạo khác chính mình ngay tại một chiếc khác giống nhau như đúc trên lâu thuyền. Đây là hỗn độn hải đặc tính, lần này tìm kiếm được Tân Trụ trinh sát, là phái đi tìm kiếm tam giới vũ trụ cái đám kia trinh sát, không có tìm được tam giới, lại bởi vậy tìm được Tân Trụ. Hứa Ứng cẩn thận cảm ứng chính mình lưu lại lạc ấn gốc kia Bỉ Ngạn Sa La, phát giác được Bỉ Ngạn Sa La phương vị cùng kỳ hạm tiến lên phương vị cũng không nhất trí, lúc này mới thư một hơi. Tân Trụ cùng tam giới không phải cùng một nơi, nếu không ta lại hẳn là tạo sát nghiệt. Hắn vui mừng cười, từng chiếc Thúy Nham lâu thuyền đi tiếp không biết bao lâu, rốt cuộc đi theo chiếc kia kỳ hạm từ trong hỗn độn hải lái ra. Vũ trụ mới này cực kỳ hùng vĩ, từ xa nhìn lại, vũ trụ này so bổ thiên sau tam giới còn muốn khổng lồ rất nhiều, trong vũ trụ nổi trôi các loại đại đạo đạo cảnh, quy mô kinh người. Tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa có không biết là tự nhiên hay là nhân tạo cầu vồng, có thể thuận tiện tu sĩ vãng lai. Trừ cái đó ra, mấy cái to lớn tinh hệ hình thành một mảnh không gian dị thường, linh khí linh lực muốn so địa phương khác càng cao cấp hơn, trung ương cũng tồn tại một tòa quy mô kinh người đại lục. Các loại tinh lực ở nơi đó xen lẫn, nghĩ đến đứng tại đó phiến đại lục bên trên, tinh không nhất định cực kỳ đặc sắc, hình thành đủ loại tinh tượng. Nơi đó đạo lực cũng là cao độ ngưng tụ, trong đó còn có rất nhiều đạo tượng rơi xuống ở giữa thiên địa. Hứa Ứng đứng trên Thúy Nham lâu thuyền, cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm thấy nơi này thiên địa đại đạo là bình thường thiên địa đại đạo. Ánh mắt của hắn chớp động, lâu thuyền hướng quần tinh kia trung ương đại lục chạy tới. Ta đồng môn, huynh đệ tỉ muội, bây giờ đành phải ủy khuất các ngươi, đưa các ngươi lên đường. Hứa Ứng mắt lộ ra hung quang, lườm Trưởng Tôn Thánh Hải một chút, liền muốn thôi động Chu Tiên kiếm trận đem trên thuyền tất cả mọi người chém giết. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Trưởng Tôn Thánh Hải đầu ngón tay ẩn ẩn có kiếm khí chảy ra, ánh mắt cũng tại hướng hắn liếc tới. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, Trưởng Tôn Thánh Hải cũng muốn ra tay với ta. Là, Cửu Tăng đã nói với hắn, đi vào Tân Trụ sau liền diệt trừ ta. Đã ngươi bất nhân, vậy liền đừng trách ta bất nghĩa, ngay cả ngươi cùng lúc làm sạch. Trưởng Tôn Thánh Hải cũng phát giác được từ trên thân Hứa Ứng chuyển đến sát khí, hai người lập tức đối chọi gay gắt, đằng đằng sát khí. Hứa Ứng tự nghĩ chính diện chống lại, chính mình hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy tùy thời chuẩn bị điều động Hỗn Độn Liên cùng Hồng Nguyên. Hai người đằng đằng sát khí, nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe từng tiếng kêu thảm từ phía sau bọn họ truyền đến. Hứa Ứng cùng Trưởng Tôn Thánh Hải riêng phần mình quay người nhìn lại, chỉ gặp từ mặt khác Thúy Nham lâu thuyền sông lên tới từng cái cao thủ, không nói lời gì liền hướng trên thuyền Thái Nhất Môn Sinh Thống hạ sát thủ, xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Từ khi đã trải qua Hạo Dập Đại Đạo Quân một chuyện, Thái Nhất Môn hạ đệ tử thật lâu không có đạt được Thái Nhất Đại Đạo Quân chân truyền. Đại Đạo Quân luôn luôn nghi thần nghi quỷ, lo lắng đệ tử bên trong lại xuất hiện một cái Hạo Dập. Bởi vậy đệ tử của hắn lực kém xa Cửu Tăng, Ngọc Quyền thời kỳ. Mà giết tới Hứa Ứng trên chiếc lâu thuyền này cường giả, lại là đến từ Sinh Tử Đại Đạo Quân môn hạ đệ tử kiệt xuất. Sinh Tử Đại Đạo vừa ra, liền muốn phân sinh tử, rất nhanh liền đem Thái Nhất Môn Sinh giết chết được thương hơn phân nửa. Còn lại Thái Nhất Môn Sinh nhao nhao hướng Hứa Ứng cùng Trưởng Tôn Thánh Hải bên này trốn đến phía sau hai người. Hứa Ứng nguyên bản định đối với những sư huynh đệ này thống hạ sát thủ, không nghĩ tới ngắn ngủi một lát liền chết hơn phân nửa, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Một cái da thịt trắng bệch, giống như là lau phấn thanh niên nam tử đi lên phía trước, dò xét Hứa Ứng cùng Trưởng Tôn Thánh Hải bọn người một chút, cười nói, trên chiếc thuyền này chỉ để lại Hứa Ứng, những người khác một tên cũng không để lại. Phía sau hắn, một đám Sinh Tử Đại Đạo Quân đệ tử lập tức chen chúc đánh tới. Trưởng Tôn Thánh Hải đột nhiên vươn người đứng dậy, từ trong Thúy Nham lâu thuyền bay đi, cười nói, nếu không phải tới tìm ta, như vậy ta cáo từ trước. Đại sư huynh. Hứa Ứng sau lưng mấy vị kia sư huynh đệ sắc mặt thảm đạm, cuống quýt kêu lên. Trưởng tôn Thánh Hải thanh âm xa xa truyền đến, an nguy của các ngươi, phải làm phiền nhị sư huynh đi. Hứa Ứng, đối diện là sinh tử đại đạo quân môn hạ đệ nhất cao thủ, Quý Ấu Nho. Ngươi không cần lật thuyền trong mương. Hứa Ứng thở dài, thấp giọng nói, ai bảo tâm địa ta mềm đâu. Chư vị sư đệ sư muội, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn được các ngươi. Hỗn độn hỗn thiên thủ, hắn thôi động đệ bát pháp, một trường đè xuống, lập tức giống như là quay về hỗn độn hải đồng dạng, bốn phía đại đạo vắng vẻ, đạo pháp không còn. Sinh tử đại đạo quân môn hạ từng vị cao thủ, lập tức người ngã ngựa đổ. Quý Ấu Nho lúc này thôi động sinh tử huyền công, đối cứng hỗn độn hỗn thiên thủ, hai người trưởng lực va chạm một sát na, Quý Ấu Nho bỗng cảm giác chống đỡ hết nổi. Hứa Ứng pháp lực quá hùng hồn, viễn siêu với hắn, hắn mặc dù là sinh tử đại đạo quân đại đệ tử, nhưng so với trưởng tôn Thánh Hải đến liền muốn kém rất nhiều. Bất quá hắn cũng không phải chỉ là hư danh, lập tức điều vận sinh tử động uyên, nhưng gặp hắn sau lưng thế mà cũng là một vùng tăm tối, trong hắc ám to to nhỏ nhỏ động uyên vô số kể, thình lình cũng là người thu hoạch. Đạo tử đạo tiêu, thần thông của hắn vận chuyển chết khí tràn ngập, đánh thẳng tới, cùng hỗn độn hỗn thiên thủ va chạm, Hứa Ứng lập tức cảm giác được hỗn độn đại đạo lại có không ngừng giải yếu tử vong tư thế, trong lòng giật mình. Hỗn độn đại đạo giải yếu tử vong, hiển nhiên không phải chân chính hỗn độn. Hỗn độn đại đạo sẽ không có đại đạo cơ cấu. Quý Ấu Nho bị chấn động đến ngã xuống bay đi, trong lòng thất kinh, người này pháp lực cực kỳ hùng hồn. Ngay tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm bay ra, Hứa Ứng ống tay áo một quyển Chu Tiên kiếm trận uy năng bộc phát, trong khoảnh khắc liền đem mặt khác sinh tử đại đạo quân đệ tử bao phủ. Quý Ấu Nho nhìn về phía trước, vừa sợ vừa giận, nhưng gặp vô số chân cụt tay đứt tại trong kiếm trận tung bay, hắn mang đến trăm vị sư huynh đệ sư tỷ muội, vậy mà tại trong nháy mắt liền toàn bộ táng thân tại trong kiếm trận. Hứa Ứng chu sát những này sinh tử môn nhân, chỉ một ngón tay, kiếm trận uy lực tăng vọt, như là một ngụm nghìn vạn dặm cự kiếm, thẳng đến Quý Ấu Nho mà đi. Hắn thôi động hỗn độn đại đạo đánh bay Quý Ấu Nho, từ hỗn độn đại đạo chuyển đổi kiếm trận giết người, lại đến chu sát đám người trực chỉ Quý Ấu Nho, một mạch mà thành. Diệt tuyệt hết thảy Chu Tiên kiếm khí thẳng bức Quý Ấu Nho mặt, đem hắn hết thảy động tính toàn bộ bao phủ. Quý Ấu Nho đột nhiên thôi động sinh khí, thần thông bộc phát. Sinh sinh bất diệt, dục tốc bất đạt, hắn một chỉ điểm tới, rơi ở trong Chu Tiên kiếm trận, trong lúc bất chợt trong kiếm trận mấy đạo kiếm khí điên cuồng tăng vọt, uy lực to lớn mãnh liệt. Cho dù là Chu Tiên Tàn kiếm đều áp chế không nổi. Lúc trước, Chu Tiên Tàn kiếm là trận nhãn, có thể chủ trưởng đại trận vận chuyển, hiện tại trận nhãn bị phá, Chu Tiên kiếm trận lập tức tàn mát một mảnh, chia năm xẻ bảy. Hứa Ứng thầm khen, cái này Quý Ấu Nho, bản sự so Vệ Dịch đạo hữu cũng không hề yếu. Vệ Dịch cũng là sinh tử đại đạo quân môn hạ, mặc dù Hứa Ứng đoạt lấy hắn mấy lần, nhưng hai người lại chưa từng giao thủ qua. Hứa Ứng bén nhạy phát giác được, Vệ Dịch thực lực tu vi chỉ sợ không kém chính mình. Bởi vậy cũng chưa đốt bức bách. Hứa Ứng, bản lãnh của ngươi hoàn toàn chính xác không hỏng, chiêu này hẳn là chính là đại đạo chủ cấp trong công pháp ghi lại thần thông. Quý Ấu Nho phi tốc lui lại quát, vì đối phó ngươi, sư tôn hứa ta vận dụng sinh tử khế. Trước chú chết, để cho ngươi chết lại nói. Pháp bảo kia là một quyển kim thư, tràn ngập đại đạo chi uy, thư quyển thời điểm mở ra, liền gặp sinh tử nhị khí trong sách chảy xuôi. Hắn nguyên thần vọt lên, nâng bút tiếu lấy chết khí. Liền ở trong sách viết xuống tên Hứa Ứng. Chương 1335, Hứa Ứng hai chữ viết ra, Quý Ấu Nho đại bút nhất câu, Hứa Ứng ngơ ngơ ngác ngác, hồn phách lại muốn bị vẽ ra nguyên thần. Một kích này không thể coi thường, Hứa Ứng chỉ cảm thấy nguyên thần suýt nữa bị xé nứt, không khỏi dùng mình, không cần nghĩ ngợi thôi động võ đạo cực ý. Thần thông thương khung, Thúy Nham lâu thuyền bên ngoài, ngàn vạn thần thông bộc phát, hình thành một tòa lớn lao thiên khung, hội tụ thành một cỗ vạn đạo dòng lũ. Trong chớp mắt phá diệt nghìn vạn giảm hư không, đi vào Quý Ấu Nho trước mặt. Quý Ấu Nho một kích không có nhếch chết Hứa Ứng, cũng là trong lòng giật mình, bảo vật này, sư tôn tại tu thành bất hủ lúc luyện thành pháp bảo, dù sao cũng là bất hủ cấp pháp bảo, làm sao lại nhếch không chết hắn. Thần thông thương khung uy lực thực sự khủng bố, Quý Ấu Nho thấy thế, vội vàng tế lên sinh tử khế nghênh tiếp Hứa Ứng một kích này. Thần thông thương khung cùng sinh tử khế bực này bất hủ chi bảo va chạm, trong sinh tử khế kia sinh tử nhị khí lưu truyền. Bành bành phá diệt, trên sách từng cái văn tự hóa thành cho bụi. Quý Ấu Nho trong lòng giật mình, quay người liền đi, biến mất trong tinh không. Oanh, sinh tử khế ầm vang nổ tung, bị Hứa Ứng sinh sinh đánh xuyên. Hứa Ứng này, thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Quý Ấu Nho thấp thỏm lo âu, trốn đi thật xa. Hứa Ứng thu chiêu, thể nội các đại động nguyên lưu chuyển mới chậm rãi lắng lại. Đa tạ Hứa sư huynh cứu giúp, phía sau hắn, còn có hơn 10 thái nhất đại đạo quân đệ tử. Từng cái sắc mặt thảm đạm, vẫn chưa hết sợ hãi. Một đệ tử trong đó tên là Ô Kha, cảm kích không hiểu, nức nở nói, nếu không có Hứa sư huynh trưởng nghĩa cứu giúp, chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này. Hứa Ứng sắc mặt hiền lành, nói chúng ta là đồng môn, cùng nhau trông coi vốn là hẳn là. Một vị nữ đệ tử tức giận nói, đại sư huynh lại trước chạy trốn bỏ lại bọn ta mặc kệ không hỏi. Hứa Ứng nói, đại sư huynh hơn phân nửa có nỗi khổ khác. Hắn quay mặt lại, sắc mặt âm tình bất định, những sư đệ sư muội này, muốn hay không cùng một chỗ diệt trừ, liền từ chối là sinh tử đại đạo quân môn hạ làm. Hắn lườm trở về từ cõi chết đám người một chút, có chút chần chờ. Không bằng dạng này, đợi chút nữa đến Tân Trụ lãnh địa, xem bọn hắn là như thế nào làm. Nếu như làm nhiều việc ác, vậy liền giết, xong hết mọi chuyện. Hứa Ứng lộ ra dáng tươi cười, hướng một sư muội nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, từng cái giết chết, hay là cùng một chỗ giết chết. Vị sư muội kia chợt cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nơi xa, còn có mấy chiếc Thúy Nham lâu thuyền, hẳn là cũng đều là đạt được riêng phần mình sư tôn mệnh lệnh, dự định đoạt Hứa Ứng đoạt đạo chủ cấp công pháp. Bất quá Hứa Ứng vừa rồi chu sát sinh tử môn nhân, trọng thương Quý Ấu Nho, đem bất hủ chi bảo cũng đã có vỡ nát, triển lộ chiến lực thật là kinh người, để bọn hắn không dám lên trước. Thúy Nham lâu thuyền hướng về quần tinh ở giữa Tân Trụ lãnh địa chạy tới, qua mấy ngày, bọn hắn đi vào chỗ thứ nhất đạo cảnh trước, chỉ gặp chỗ này trong tinh không đạo cảnh quy mô hùng vĩ, là tinh quang hình thành một tòa đạo cảnh, tinh quang nồng đậm không gì sánh được, sáng chói như là ngân hà. Hứa Ứng bọn người khống chế lấy lâu thuyền, đi vào chỗ này đạo cảnh bên cạnh, quay chung quanh đạo cảnh chạy một tuần, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Như vậy hùng vĩ đạo cảnh, nhưng không có tu sĩ đi vào phụ cận chế tạo tiên điện, tìm hiểu đạo cảnh, nói rõ vũ trụ này đạo pháp còn rất lại phía sau. Đám người yên lòng, hướng Hứa Ứng nói, đại sư huynh, nơi đây như vậy rất lại phía sau, chúng ta nhất định có thể khai hoang thành công. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, nói chúng ta đi trước Tân Trụ lãnh địa nhìn xem, còn không biết nơi đó phải chăng có trí tuệ sinh mệnh. Đám người xưng phải, thôi động lâu thuyền lái về phía quần tinh trung tâm. Lại mấy ngày nữa, bọn hắn dần dần tới gần nơi đó, trên đường lại trải qua một mảnh đạo cảnh địa, nơi đây đạo cảnh là lôi đình biến thành, hình thành một mảnh do lôi đình chi đạo tạo thành lôi trạch. 100 triệu dặm lôi quang hóa thành đầm nước, thổ địa, trong nước hòn đảo, thần long, giao long, phượng hoàng những vật này, lôi trạch bên trong sinh vật, rất sống động, khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này liền có dưới người thuyền, đi bắt lôi trạch sinh vật, đã thấy lôi trạch bên trong kinh lôi nổi lên bốn phía, đem vị kia thái nhất môn nhân bổ đến trong mềm bên ngoài cháy. Nơi này lôi đình uy lực, giống như có chút mạnh ngoại hạng. Hứa Ứng kinh nghi bất định, lôi đình đại đạo chỉ là một loại không quá thu hút tiên thiên đại đạo, so ra kém thái nhất, sinh tử những này cao đẳng đại đạo, nhưng là vừa rồi vị kia thái nhất môn nhân lại kém chút bị đánh chết. Hứa Ứng xuống thuyền, tự mình đến lôi trạch đạo cảnh bên trong, trước mắt một mảnh lôi quang lắc lư, Hứa Ứng quyết định thật nhanh, thôi động vô lậu kim thân. Giang giác, lôi đình rơi vào trên người hắn, Hứa Ứng không nhúc nhích tí nào, nhưng trong lòng thầm giật mình, nơi đây lôi đình đại đạo uy lực, hoàn toàn chính xác so bờ bên kia cùng tam giới càng mạnh. Sau đầu của hắn, Thái Nhất Động Uyên từ từ bay lên, che chở một phương, để bốn phía lôi đình không thể vào xâm. Có hắn phù hộ, những Thái Nhất môn nhân kia đều nhẹ nhàng thở ra, Xu Nịnh nói, đại sư huynh pháp lực vô biên. Hứa Ứng mặc dù vẫn như cũ đối với mấy cái này sư đệ sư muội tâm động sát nghiệp, nhưng cũng bị tán dương đến lâng lâng. Đại sư huynh, phía trước có một tòa tiên điện, đệ tử khác có chỗ phát hiện. Hứa Ứng nghe vậy, lập tức chạy tới, chỉ gặp mảnh này lôi trạch trung quả nhưng có một tòa cổ lão không gì sánh được tiên điện, bọn hắn đi ra phía trước, trong tiên điện một mảnh trống trơn, không người ở lại. Trên tiên điện có một ít kỳ quái ký hiệu, một cái thái nhất môn nhân tiến lên, lấy tay sờ một chút, đã thấy không trung bỗng nhiên đã nổi lên một mảnh màu xám tuyết. Đạo hôi, cái kia thái nhất môn nhân cười nói, nơi đây đại đạo cấu tạo quá thấp, bị ta Lý Văn một kích, liền hóa thành đạo hôi. Chư vị, các ngươi nghe được đạo khóc thanh âm sao? Mặt khác môn nhân nhao nhao lắc đầu, một vị nữ môn nhân tiến lên, cũng chạm đến một chút cái kia kỳ quái ký hiệu, chỉ gặp không trung đạo hôi phiêu phiêu sái sái, dần dần biến lớn đứng lên, cười nói ta cũng nghe đến đạo khóc thanh âm. Ta cũng nghe đến, lại có một người đệ tử kinh hỉ nói, đám người tiến lên, riêng phần mình chạm đến, nhưng gặp không trung đạo hôi chi tuyết dần dần tung bay, càng lúc càng lớn, đạo khóc cũng dần dần rõ ràng. Chỗ này tiên điện, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị chúng ta Lý Văn ăn mòn, hóa thành cho tàn. Ô Kha cười nói, Hứa Ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ, chỉ gặp trên tiên điện đại đạo cấu tạo, là một loại hoàn toàn mới chưa từng thấy qua đại đạo cơ cấu. Hắn xem mèo vẽ hổ, vận chuyển thần thức vẽ lên mấy đạo phù văn, thay thế trong đó cơ sở phù văn, chợt cảm thấy nguyên thần thần thanh khí sảng. Loại này đại đạo cơ cấu, càng giống là linh cơ cấu, từ trong nguyên thần lĩnh ngộ ra đại đạo cơ cấu. Hứa Ứng trầm ngâm một lát, chỉ gặp trong khoảng thời gian ngắn này, hắn vừa rồi thần thức viết mấy đạo phù văn dần dần xâm nhập nguyên thần của hắn, bản thân mọc thêm, càng ngày càng nhiều. Hứa Ứng trong lòng nhảy lên kịch liệt, nhìn mình bốn phía, chỉ gặp đạo tuyết bay dương. Bên tai của hắn, dần dần vang lên đạo khóc âm thanh. Không tốt, Hứa Ứng lập tức phi thân triệt thoái phía sau, quát, chúng ta đá đến cục đá cứng. Cái này tân trụ đại đạo cơ cấu, ở trên lý cơ cấu. Mọi người mau lui, chương 1336, Hứa lão thần tiên. Một đám thái nhất môn nhân nghe vậy, lúc này mới tỉnh ngộ lại, ô kha kêu lên, những này đạo hôi chi tuyết, không phải tiên điện này đạo hôi, mà là chúng ta tự thân đại đạo tải hóa thành cho tàn. Mọi người đi mau, bọn hắn vội vàng xông ra tiên điện, tự thân bốn phía đã là tuyết xám liên tục một mảnh, che khuất ánh mắt, thiên địa lộ ra tối tăm mờ mịt. Đạo khóc âm thanh cũng lộ ra càng lớn, tiếng khóc mang theo quỷ dị không gì sánh được không khí, quanh quẩn ở bên tai, thật lâu không tiêu tan. Đó là bọn họ chính mình tu hành thiên địa đại đạo tại gào thét thút thít. Thái nhất môn nhân lúc trước cũng đã được nghe nói đạo khóc, nghe nói qua đạo hôi, mỗi khi nghe được loại cố sự này lúc, bọn hắn luôn cảm thấy rất là mới lạ, rất là chơi vui, nhưng là đến phiên trên đầu mình lúc, mới biết được đúng là đáng sợ như thế, khủng bố như thế. Bọn hắn tự thân đại đạo tan rã tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả tự thân da thịt cũng bắt đầu cho tàn hóa, từng mảnh làn da từ trên nhục thân chóc ra, phiêu khởi, biến thành cho tàn. Bọn hắn nguyên thần, cảnh giới, thần thức, thậm chí pháp lực, hết thảy đều tại hướng đạo hôi chuyển biến. Mà đối mặt loại biến hóa này, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Hứa Ứng tự thân cũng vô pháp tới đối kháng. Hứa Ứng xông lên Thúy Nham lâu thuyền, cao giọng nói, nhanh lên đến trên thuyền đến, chúng ta xông về hỗn độn hải. Đám người nối đuôi nhau mà vào, leo lên lâu thuyền, Hứa Ứng lập tức thôi động lâu thuyền hướng Lôi Trạch bên ngoài chạy tới. Nhưng mà Thúy Nham lâu thuyền lúc trước tốc độ hay là hết sức kinh người, nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm, Hứa Ứng vội vàng hướng Thúy Nham lâu thuyền bên trên Lý Văn Lạc ấn nhìn lại, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Thúy Nham lâu thuyền sở dĩ có thể phi hành, là bởi vì thân tàu mặt ngoài bị Bỉ Ngạn thợ khéo lạc ấn lấy rất nhiều lý văn, đem vật này vận luyện thành bảo. Mà bây giờ, thân tàu mặt ngoài lý văn vậy mà cũng đang phát sinh biến hóa, từng mảnh đạo hôi từ thân tàu mặt ngoài chóc ra. Lâu thuyền bốn phía, đạo hôi chi tuyết bay lả tả, càng lúc càng lớn, lâu thuyền tốc độ lại càng ngày càng chậm. Rốt cục, Thúy Nham lâu thuyền xông ra Lôi Trạch, lung la lung lay, tư thái bất ổn. Hứa Ứng một bên muốn áp chế đạo tự thân hôi hóa, một bên muốn khống chế Thúy Nham lâu thuyền, lập tức cảm thấy không còn chút sức lực nào. Thúy Nham lâu thuyền bên trên không ngừng có người trong lúc bất chợt bốc hơi, hóa thành vô số màu đen đạo hôi cuồn cuộn phóng lên tận trời, thẳng đến mây xanh. Mà một thân lại phảng phất hoàn toàn biến mất, ngay cả xương cốt đều chưa từng lưu lại. Vũ trụ này đại đạo cơ cấu, siêu việt lý văn quá nhiều. Hứa Ứng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã thấy mặt khác Thúy Nham lâu thuyền từng cái lâm vào đạo hôi bên trong, vây quanh những lâu thuyền kia rơi ra đạo hôi chi tuyết, bay lả tả. Trên những lâu thuyền kia là mặt khác đại đạo quân, chân vương cùng bất hủ đệ tử, cũng hẳn là phát hiện mặt khác đạo cảnh bên trong kiến trúc cổ xưa, vì vậy mà chúng chiêu. Ngàn vạn người đang không ngừng đạo hôi hóa, ngắn ngủi một lát, liền nghe được có vài chục tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếp lấy từng đạo đạo hôi cột khói phóng lên tận trời. Những này Thúy Nham lâu thuyền cũng tại thay đổi phương hướng, không có lái về phía quần tinh ở giữa tân trụ đại lục, mà là thay đổi đầu thuyền, hướng phía lúc đầu mau chóng bay đi. Nhưng mà loại này đạo hôi hóa ngay cả Thúy Nham lâu thuyền cũng bị truyền nhiễm, không ngừng có Thúy Nham lâu thuyền bên trên lạc ấn bị tẩy đi, lâu thuyền mất khống chế, phóng tới tinh thần. Những người trên thuyền thét lên liên tục, thân thể vặn vẹo, lập tức bành bành nổ tung, bốc hơi trở thành đạo hôi. Hứa Ứng nhìn thấy một màn này, trong lòng sợ hãi. Hắn tự thân đại đạo cũng đang không ngừng đạo hôi hóa, đạo khóc âm thanh cũng đang dần dần trở nên vang dội, rất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lấy tốc độ này, ta chỉ sợ không được bao lâu, cũng sẽ giống những người khác một dạng, đạo hôi hóa, chết oan chết uổng. Trong đầu của hắn ngàn vạn cái suy nghĩ hiện lên, đối phó đạo hôi hóa chỉ có một cái biện pháp, đó chính là lý giải linh cơ cấu linh văn, tới đồng hóa, đoạt tại hóa thành đạo hôi trước đó, hoàn thành linh hóa. Hắn vừa rồi chỉ là từ trên tiên điện dò xét mấy cái linh văn, như thế nào mới có thể linh hóa, là cái nan đề. Trung gia, Hứa Ứng hét lớn một tiếng, chuông lớn bay ra, treo ở giữa không trung, kêu lên Trung gia ở đây. Đạo hôi hóa hướng chiếc chuông lớn này ăn mòn mà đến, nhưng chuông lớn không nhúc nhích tí nào, không có nửa điểm đạo hôi rơi xuống, vũ trụ này linh văn, căn bản là không có cách dung chuyển nó. Hứa Ứng từ trên lâu thuyền phi thân lên, quát Trung gia, ngươi lưu tại trên lâu thuyền thủ hộ mấy người bọn họ, ta đi một chuyến Lôi Trạch tiên điện. Chuông lớn nghe vậy, vội vàng thôi phát đạo lực tự thân, móc ngược xuống tới, cố gắng thủ hộ lấy chiếc này Thúy Nham lâu thuyền. Trên lâu thuyền người đã chết chỉ còn lại có 8 người, chuông lớn chấn áp xuống, thế mà đem bọn hắn đạo hôi hóa xu thế áp chế lại, không còn khủng bố như vậy. Nhưng là bọn hắn đạo pháp tự thân còn tại không ngừng hóa thành đạo hôi, bọn hắn triệt để hóa thành cho bụi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hứa Ứng một đường bão táp mà đi, xông vào Lôi Trạch, xuyên qua trùng điệp đáng sợ lôi đình, cũng không lâu lắm liền chạy vội đến tòa kia cổ lão tiên điện bên cạnh. Lên, Hứa Ứng hai tay phát lực, đem vật này ngạnh sinh sinh nâng lên, nhanh chân hướng Lôi Trạch bên ngoài chạy đi. Bọn hắn đạo tự thân hôi hóa đầu nguồn chính là đến từ tiên điện này, lúc này hắn giơ cao tiên điện, đạo hôi hóa tốc độ càng nhanh. Cùng lúc đó, Lôi Trạch bên trong lôi đình đại tác, các loại đại đạo biến thành sinh vật, phi cầm tẩu thú, long phượng bay múa, cùng nhau chặn đánh Hứa Ứng. Cái kia ngàn vạn đại đạo sinh vật uy lực vô cùng kinh khủng, gào thét đánh tới, mắt thấy liền muốn đem hắn bao phủ. Liên ra, giúp ta một chút sức lực, Hứa Ứng quát tháo một tiếng, hỗn độn liên bay ra, hồng nguyên hiển hiện, ông một tiếng chấn động, bốn phía tất cả đại đạo sinh vật, hết thảy nổ tung, hóa thành lôi tương điện dịch. Hứa Ứng chân đạp lôi tương điện dịch, hướng về phía trước bão táp, rốt cục xông ra Lôi Trạch, thả người nhảy lên trở lại Thúy Nham lâu thuyền bên trên, quát chung ra, người đến lái thuyền. Những người khác, theo ta cùng một chỗ thôi động thuyền này, chúng ta trở về Bỉ Ngạn. A Ứng, chuông lớn thanh âm truyền đến không có những người khác. Hứa Ứng nghe vậy, nào nào, hướng trên thuyền nhìn lại, chỉ gặp vừa mới ô kha mấy vị kia thái nhất môn nhân hết thảy không thấy tăm hơi. Ta mặc dù có thể tạm hoãn bọn hắn đạo hôi hóa, nhưng cũng không thể để đạo hôi hóa đình chỉ, người trước khi đến, bọn hắn liền đã hoàn toàn hóa thành đạo hôi. Chuông lớn chán nản nói. Hứa Ứng trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, nói chung ra, người trấn thủ tiên điện, mang theo tiên điện này tiến về Tân Trụ đại lục. Ta muốn lĩnh hội tiên điện này. Chuông lớn nao nao, không hiểu ý nghĩa, không phải hẳn là xông ra vũ trụ này a? Vì sao còn muốn đi càng thêm địa phương nguy hiểm? Hứa Ứng tiến vào trong tiên điện, ngồi xếp bằng, sắc mặt lạnh nhạt nói, ta khả năng chống đỡ không đến tiến vào hỗn độn hải một khắc này. Hiện tại lĩnh hội trong tiên điện linh văn, nói không chừng có thể hoàn thành thay thế, nếu như không cách nào hoàn thành, như vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở Tân Trụ người tu hành thiện tâm. Chuông lớn nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng bao lại tiên điện này, ngăn chặn Hứa Ứng đạo hôi hóa, kéo lấy tiên điện hướng quần tinh ở giữa đại lục chạy tới. Chiếc kia Thúy Nham lâu thuyền bị nó lưu tại nguyên địa, mà tại phụ cận, từng chiếc Thúy Nham lâu thuyền thất linh bát lạc tản mát tại trong quần tinh. Trên thuyền đã là không có bất kỳ ai. Trong tiên điện, Hứa Ứng con mắt chăm chú rơi vào linh văn cơ cấu bên trên, không ngừng thôi diễn suy luận, thử nghiệm lĩnh ngộ mỗi một cái tỉ mỉ linh văn cơ cấu bao hàm đạo lý. Học tập cơ cấu, phá giải cơ cấu, cũng không quá phiền phức, một môn mới cơ cấu, nếu như có thể cho Hứa Ứng thời gian mấy năm, hắn nhất định có thể đem chi phá giải đi ra. Nhưng là hắn đạo hôi hóa thực sự hung mãnh, đừng nói mấy năm, chỉ sợ ngay cả mấy canh giờ đều không thể trèo trống. A Ứng, chịu đựng, chuông lớn keng keng rung động, kéo lấy tiên điện từ quần tinh ở giữa xuyên qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà tòa kia quần tinh ở giữa đại lục cũng là càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, đập vào mặt. Trong tiên điện cuồn cuộn đạo hôi từ trong môn hộ tuôn ra, giống như là cháy đồng dạng, càng ngày càng đậm. Chuông lớn tự biết thế cục nguy hiểm không gì sánh được, dùng hết có khả năng thôi động tự thân, lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới tòa đại lục kia. Oanh, chương 1337. Rốt cục, chuông lớn kéo lấy tiên điện phá không mà vào, tiến vào tòa đại lục kia tầng khí quyển, mang theo hừng hực ánh lửa cùng khói đặc cuồn cuộn, xẹt qua giữa trời, đánh tới hướng mặt đất. Qua thật lâu, chuông lớn mang theo tiên điện hung hăng đâm vào trên mặt đất, lăn lông lốc, trượt thật lâu lúc này mới dừng lại. A Ứng, chuông lớn lập tức kêu lớn, ngươi không sao chứ A Ứng. Nó gào thét bay vào trong tiên điện, chỉ gặp Hứa Ứng quanh thân bị nồng đậm đạo hôi chi tuyết vây quanh, như là lâm vào phong bạo màu đen bên trong. Chuông lớn lập tức treo cao, đem đạo tự thân uy thôi phát đến cực hạn, đem hết khả năng trấn áp Hứa Ứng đạo hôi hóa. Hứa Ứng đạo tự thân hôi hóa thoáng tốt một chút, nhưng vẫn như cũ cực kỳ nghiêm trọng, gượng chống lấy tiếp tục quan sát trên tiên điện lạc ấn. Sau một lúc lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng người, Hứa Ứng toàn tâm toàn ý gắn bó tự thân, miễn cho hóa thành đạo hôi, không có nghe tiếng. Chuông lớn nghe thấy được, làm thế nào cũng nghe không hiểu, đây không phải là bọn hắn lúc trước từng nghe nói bất luận một loại nào ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ này, giống như là đến từ linh hồn ngôn ngữ, có một loại thẳng thắn phát biểu bản ý cảm giác. Chuông lớn lúc này thần thức truyền âm lấy đạo ngữ tương truyền, nói, người đến người nào. Tiên điện bên ngoài, thanh âm kia bên trong mang theo kinh hỉ, đồng dạng lấy thô lậu không chịu nổi đạo ngữ hỏi, lão thần tiên. Cái gì lão thần tiên? Chuông lớn kinh ngạc, tiếp tục lấy đạo ngữ truyền âm nói, chúng ta không phải lão thần tiên. thanh âm kia dò hỏi, các ngươi là người phương nào? Chuông lớn một lòng muốn trợ giúp Hứa Ứng trấn áp đạo hôi hóa, vô tâm trả lời, đột nhiên Hứa Ứng thanh âm truyền đến, đứt quãng nói, Trung gia, tiếp tục hỏi, đừng có ngừng. Chuông lớn vì vậy tiếp tục nói, chúng ta là khách đến từ thiên ngoại, ngươi là người phương nào? Thanh âm kia vừa mừng vừa sợ, nói ta là nơi đây tu sĩ, thấy thiên ngoại lưu hỏa, rơi xuống trên mặt đất, thế là đến đây xem xét. Không nghĩ tới khách đến từ thiên ngoại lại sẽ là các ngươi. Đúng lúc này, Hứa Ứng toàn thân run rẩy, té ngửa về phía sau, quẳng xuống đất, thân thể liền phảng phất ong mật tổ ong, thủng trăm ngàn lỗ, suy suy hướng ra phía ngoài phun cuồn cuộn đạo hôi. Chuông lớn vừa kinh vừa sợ, vội vàng tiến lên xem xét, chỉ gặp Hứa Ứng nửa người đã hóa thành đạo hôi, biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy mặt khác nửa người cũng tự tiêu dung. Ngắn ngủi một lát Hứa Ứng liền chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Đầu lâu chỗ cổ còn tại không ngừng đạo hôi hóa, lấy tốc độ này, chỉ sợ bất quá một lát, Hứa Ứng liền sẽ triệt để hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. A Ứng, ngươi cũng không thể chết, chuông lớn toàn lực trấn áp, đã thấy Hứa Ứng đầu lâu dưới chỗ cổ đạo hôi hóa tốc độ càng ngày càng chậm, hóa đến cái cằm của hắn chỗ, rốt cục dừng lại. Hứa Ứng ở đây nguy cấp tồn vong trước mắt, cuối cùng mượn vừa rồi chuông lớn cùng ngoài điện người kia đối thoại, thăm dò một chút linh văn ảo diệu, bảo trụ đầu của mình. Ngoài điện người kia cùng Trung gia đối thoại, vận dụng là đạo ngữ, cái gọi là đạo ngữ, chính là lấy chính mình lĩnh ngộ đại đạo là ngôn ngữ, giải thích tâm ý của mình. Thường thường dùng tại ngôn ngữ không thông chủng tộc bên trên. Ngoài điện người kia vận dụng đạo ngữ, tự nhiên là xen lẫn chính mình đối với đạo lý giải, mà hắn lý giải lại xây dựng ở linh văn cơ sở phía trên. Bởi vậy thông qua đạo ngữ của hắn, Hứa Ứng rốt cuộc tại thời khắc sống còn ngộ ra một chút linh văn ảo diệu, tại sắp tử vong hóa thành đạo hôi trong nháy mắt, bảo trụ đầu lâu của mình. Nguy hiểm thật, Hứa Ứng cái chán giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống tới. Chuông lớn cũng là giật nảy mình, nhìn thấy Hứa Ứng còn có một hơi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài truyền đến người kia hỏi thăm, lão thần tiên, bên trong chuyện gì xảy ra? Chuông lớn cười nói, nơi này thật không có cái gì lão thần tiên, chỉ có một cái người bị thương. A Ứng, ngươi muốn đi ra ngoài gặp hắn sao? Hứa Ứng cẩn thận từng ly từng tí điều vận Thái Nhất Động Uyên, nhưng mà Thái Nhất Động Uyên vừa mới xuất hiện, bên trong Thái Nhất Đại Đạo liền có hóa thành đạo hôi xu thế, không khỏi khẽ nhíu mày. Thái Nhất Động Uyên không có khả năng vận dụng, Hồng Mông, Hỗn Độn, Vô Cực, Luân Hồi các loại động uyên cũng không thể vận dụng, hiện tại duy nhất có thể vận dụng chỉ có Võ Đạo Động Uyên. Võ đạo vô cấu, ngược lại là lần này duy nhất bảo toàn đại đạo. Đại đạo khác đều hao tổn nghiêm trọng, đợi ta học được nơi này linh văn, chỉ sợ mới có thể khôi phục cái này ngũ đại động uyên. Hứa Ứng trong lòng thầm than một tiếng, điều vận Võ Đạo Động Uyên lực lượng, đầu lâu bay lên, nói, Trung gia, chúng ta đi gặp một lần nơi đây cao nhân. Chuông lớn thu nhỏ, cùng hắn một trước một sau bay ra tiên điện. Tiên điện bên ngoài, một vị mọc ra ba con mắt người trẻ tuổi một mực cung kính đứng ở nơi đó, không biết là làn da nguyên nhân, vẫn là bị thái dương phơi, khuôn mặt hơi đen phiếm hồng, để Hứa Ứng bất giác sinh ra hảo cảm. Cái kia tam nhãn người trẻ tuổi nhìn thấy Hứa Ứng, cũng là nao nao, vị này tiên nhân thương thế thật nặng. Hứa Ứng lấy đạo ngữ mở miệng hỏi, nói, vị huynh đài này, chúng ta là từ vực ngoại chạy tới, bởi vì không biết quý địa linh văn, suýt nữa hóa thành đạo hôi. May mắn nghe được các hạ đạo ngữ, lúc này mới giữ được tính mạng. Tại hạ Hứa Ứng, còn chưa thỉnh giáo. Cái kia tam nhãn người trẻ tuổi vội vàng nói, không dám xưng huynh đài. Lão thần tiên chỉ còn lại có đầu lâu còn không chết, nhất định là thần tiên. Đệ tử gọi Du Huyên, là Thái Vi cung trưởng giáo. Hứa Ứng cười nói, đừng gọi ta lão thần tiên, ta tính cả đời thứ nhất, cũng mới hơn 5 vạn tuổi, còn rất trẻ. Du Huyên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vội vàng khom người liền bái, nói, hơn 5 vạn tuổi, còn không phải lão thần tiên. Hứa Ứng để hắn đứng dậy, gặp hắn tu vi cũng không cao minh, chỉ là so phi thăng kỳ luyện khí sĩ hơi cao minh một chút, vẫn còn so sánh không lên tiên nhân, nhẹ nhàng gật đầu, nói, Thái Vi cung trừ ngươi ở ngoài, phải chăng còn có mặt khác tu vi cao hơn người? Du Huyên lắc đầu nói, ta chính là Thái Vi cung tu vi cao nhất sâu người. Hứa Ứng thoảng qua có chút thất vọng, hắn vốn là muốn đạt được càng nhiều linh văn, mới có thể thuận tiện chính mình nhanh chóng khôi phục nhục thân, thay thế mặt khác các loại đại đạo, để cho mình không còn đạo hôi hóa. Nhưng Du Huyên tu vi cảnh giới, hiển nhiên không đến mức có thể được đến càng cao cấp hơn linh văn, cũng kiến thức không đến càng cao cấp hơn đại đạo. Du Huyên cực lực mời Hứa Ứng tiến về Thái Vi cung làm khách, Hứa Ứng chần chờ một chút, cũng không có chỗ có thể đi, cũng không biết tân trụ địa lý, không thể làm gì khác hơn nói, vậy liền đi ngươi nơi nào nhỏ ở mấy ngày. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, sau lưng tiên điện phiêu khởi, đi theo bọn hắn. Du Huyên nhìn về phía tiên điện này, hai mắt tỏa ánh sáng, run giọng nói, Hứa lão thần tiên, tiên điện này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết lôi trạch bên trong tiên điện? Hứa Ứng nói, chính là tới từ nơi đó. Ngươi quả nhiên là lão thần tiên. Du Huyên vui đến phát khóc, lập tức hai mắt đẫm lệ, ngửa đầu nhìn trời, nức nở nói, truyền thuyết không có gạt ta, quả nhiên không có gạt chúng ta. Nguyên lai vượt qua thiên kiếp, thật sự có lôi trạch, thật sự có tiên giới. Hứa Ứng nghe vậy, trong lòng dần dần sinh ra một loại cảm giác không ổn, vội vàng dò hỏi, Du Huyên, các ngươi nơi này, ta nói là toàn bộ đại lục, người tu vi cao nhất là ai? Du Huyên thẳng tắp lồng ngực, có chút kiêu ngạo, nói, đệ tử Du Huyên, chính là gần nhất 100 năm, Thúy Hư đại lục trong chính đạo kiếm đạo người thứ nhất. Hứa Ứng trợn mắt hốc mồm, vội vàng lại hỏi thăm một vấn đề khác, đại lục khác đâu? Ta tại trong vũ trụ, nhìn thấy các ngươi trong vũ trụ có cầu nối, cùng với những cái khác tinh hệ tương liên. Nơi đó phải chăng có cao thủ? Du Huyên lắc đầu nói, nơi đó hơn phân nửa còn không bằng chúng ta Thúy Hư đại lục. Chúng ta nơi này linh khí linh lực hùng hậu, đạo lực hưng thịnh, bên kia cũng không có mạnh hơn ta. Hứa Ứng đầu ông tác hưởng, không đúng, không đúng, chỗ nào xảy ra vấn đề? Tinh diệu như vậy đại đạo cơ cấu, không có khả năng ngay cả một vị tiên nhân đều không có. Chương 1338, nhân quả càng lớn. Chuông lớn cũng là rất là tò mò, dò hỏi, đã các ngươi nơi này là có thần tiên, ngươi vì sao không độ kiếp phi thăng? Sau khi phi thăng, tự mình làm thần tiên, chẳng phải là tốt hơn? Du Huyên lắc đầu nói, độ kiếp phi thăng, nơi nào có dễ dàng như vậy, lôi trạch lợi hại như vậy, dẫn động kiếp vận, liền chỉ có một con đường chết. Hứa Ứng ngạc nhiên, mắc mớ gì đến lôi trạch? Du Huyên nói, chúng ta thời điểm độ kiếp, lôi trạch liền sẽ xuất hiện, hạ xuống lôi hỏa, trong đó còn có long phượng giao ô loại hình đồ vật, căn bản không độ qua được. Độ kiếp chính là tự tìm đường chết. Hứa Ứng nhớ tới tòa kia lôi trạch đạo cảnh đáng sợ, ngay cả mình đều kém chút thua ở bên trong long phượng kỳ lân các loại đại đạo sinh vật, nếu là cuốn lấy hắn, hắn cũng muốn phí chút sức lực. Du Huyên người kiểu này độ kiếp, nếu là lôi trạch cũng theo đó mà xuất hiện, như vậy lấy thực lực của những người này căn bản là không có cách độ kiếp. Hắn đột nhiên nghĩ đến, năm đó thiên đạo thế giới khống chế chư thiên vạn giới luyện khí sĩ thiên kiếp lúc, mọi người bị siêu cấp thiên kiếp vây khốn, cũng vô pháp độ kiếp phi thăng, bởi vậy mới diễn sinh ra trồng rau hẹ câu cá loại này khác loại trường sinh pháp môn. Chẳng lẽ, tân trụ cũng tồn tại dạng này dưỡng sinh hoạt động? Hứa Ứng thầm nghĩ, bất quá, vũ trụ này tinh vực giao thông cực kỳ phát đạt, từng tòa ngân hà tinh hệ ở giữa tồn tại to lớn cầu vồng, lẫn nhau vãng lai, nói rõ nơi đây hẳn là tồn tại cực kỳ cao đẳng văn minh. Mà lại, lôi trạch bên trong tiên điện, cũng cho thấy nơi này từng có qua một cái loại tiên văn minh. Chỉ là không biết sao, không có phát triển tiên đình hoặc là đạo kỳ thiên loại thế lực này. Hứa Ứng cẩn thận hồi ức mình tại tiến vào tân trụ lúc thấy, khi đó, hắn cùng mục toàn bộ tân trụ, cũng không phát hiện có càng cao cấp hơn cùng loại thiên tiên giới, đạo kỳ thiên dạng này chỗ. Tân trụ đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những tồn tại cường đại này, còn giấu ở Thúy Hư đại lục người như vậy ở giữa? Hứa Ứng đầu sướng sờ phiêu khởi, nhìn bốn phía, thầm nghĩ, trừ ta ra, phải chăng còn có những người khác còn sống sót? Người khác không dám nói, nhưng trưởng tôn Thánh Hải sư huynh chỉ sợ là có thể sống sót. Thúy Hư đại lục Thiên Cảnh Sơn, trưởng tôn Thánh Hải thân hình phiêu giật, hành tẩu tại Thiên Cảnh Sơn đạo cảnh phía dưới, ngửa đầu dò xét mảnh này đạo cảnh. Chỉ thấy trên bầu trời có đạo cảnh, như ngân hà rủ xuống, từ thiên ngoại một mực xuyên qua tới, xuyên thủng đại địa cùng dãy núi, tráng quan không gì sánh được. Cổ quái, nơi này thiên địa đại đạo hưng thịnh, vì sao nhưng không có tiên nhân? Mà lại mọi người tu vi cũng đều không cao, càng cổ quái là có chút di tích, rõ ràng là bất hủ thậm chí đại đạo chi chủ lưu lại. Hắn khiếp sợ không tên, dò xét bốn phía cảnh trí, thầm nghĩ, nơi này đại đạo cơ cấu so bỉ ngạn còn cao minh hơn, ngay cả ta tu luyện đại đạo đều bị khắc chế. Nếu không có ta tu hành kiếp vận cùng tịch diệt, chỉ sợ liền sẽ chết ở chỗ này. Vừa mới kịch biến phát sinh thời điểm, hắn cũng ở trong đó, Hứa Ứng bọn người tình huống gặp gỡ hắn cũng tao ngộ, nhưng là hắn lập tức phát hiện, tịch diệt đại đạo cùng kiếp vận đại đạo, không bị linh văn ảnh hưởng, lúc này mới giữ được tính mạng. Bất quá, cái kia ngàn vạn cường giả tử vong cảnh tượng, hay là rung động đến hắn. Đột nhiên, hắn có chỗ phát hiện, thân hình lóe lên trốn vào mảnh này đạo cảnh bên trong. Đạo cảnh chỗ sâu có một tòa cung khuyết, rất là hợp lòng người, trưởng tôn Thánh Hải đi vào, trong lòng yên lặng nói, không biết Hứa sư đệ bọn hắn thế nào. Người tốt sống không lâu, hắn nhất định có thể sống thật lâu. Một bên khác, sinh tử đại đạo hóa thành cuồn cuộn khói bụi, Quý Ấu Nho thôi động sinh tử động nguyên, từ đại thiên vũ trụ dẫn dắt đến hùng hồn pháp lực cùng đại đạo, cùng linh hóa đối kháng, rơi hướng Thúy Hư đại lục. Hắn sư theo sinh tử đại đạo quân, cũng bắt đầu ở đại thiên vũ trụ giảng đạo, thu hoạch người tu hành, tu vi muốn so những người khác thâm hậu rất nhiều, thủ đoạn bảo mệnh cũng nhiều hơn. Lúc trước đánh với Hứa Ứng một trận, hắn liền bị thương nhẹ, không thể không bỏ chạy. Lần này cũng trúng chiêu, bị linh văn truyền nhiễm, khiến cho hắn không thể không sớm thu hoạch đại thiên vũ trụ. Giờ khắc này, thủ đoạn hắn ra hết, dùng hết thảy, chỉ vì mạng sống. Bành, Quý Ấu Nho rơi xuống trên mặt đất, kêu thảm một tiếng, nhục thân nguyên thần nổ tung, động nguyên hóa thành cuồn cuộn đạo hôi, phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc liền chết oan chết uổng. Mà tại hắn rơi xuống chi địa khác một bên, còn có hai đạo khói đặc từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Thúy Hư Đại Lục. Trong đó một đạo trong khói dày đặc chính là một vị đứng tại âm luân dương luân ở giữa nữ tử trẻ tuổi, chính là âm dương đại đạo quân môn hạ người thứ nhất, tên là Doãn Nhiêu. Một đạo khác trong khói dày đặc chính là thần ma đại đạo quân môn hạ đại sư huynh, Lục Hợp. Lục Hợp cũng có một kiện dị bảo bảo vệ quanh thân, khói đặc cuồn cuộn đều là do bất hủ cấp chí bảo biến thành. Về phần Quý Ấu Nho, nguyên bản không nên đã chết nhanh như vậy, nhưng là hắn tiến đến vây quét Hứa Ứng, kết quả bị Hứa Ứng đem sư môn ban cho hắn bất hủ chi bảo sinh tử khế đánh xuyên qua, đến mức không có pháp bảo hộ thể. Lục Hợp cùng Doãn Nhiêu một trước một sau, từ trên bầu trời rơi xuống, hai người rơi xuống đất, cách xa nhau rất xa. Doãn Nhiêu vừa mới rơi xuống đất liền gặp có dân bản xứ phi thân mà đến, không cần nghĩ ngợi liền thôi động âm dương đại đạo, đem người khống chế. Nữ tử này lập tức siêu hồn tác phách đem người tới suốt đời ký ức hết thảy tìm ra trong đó liên quan tới các loại linh văn huyền bí. Nàng quả quyết vạn phần, lập tức toàn lực điều vận tâm thần, thừa dịp âm dương luân còn chưa hoàn toàn linh hóa, sửa đổi chính mình đại đạo cơ cấu. Một bên khác Lục Hợp rơi xuống đất trong nháy mắt, thần thức liền bốn phương tám hướng bộc phát, quét sạch phương viên mấy ngàn dặm, đem cái này mấy ngàn dặm cả người lẫn vật toàn bộ khống chế. Hắn bỏ qua nhục thân, đoạt xá trong đó một người tư chất siêu quần bạt tụy. Đợi cho hắn làm xong đây hết thảy, bất hủ pháp bảo đã hóa thành cho tàn, lập tức ngay cả nhục thể của hắn cũng theo đó mà hóa thành cho bụi. Hai người mỗi người dựa vào thủ đoạn giữ được tính mạng, riêng phần mình lòng còn sợ hãi. Cái này tân trụ, đến cùng là một cái gì bộ dáng thế giới? Hứa Ứng đi theo Du Huyên đi vào Thái Vi Cung, Du Huyên kích động vạn phần, vội vàng triệu tập các đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đến đây thăm viếng lão thần tiên. Những đệ tử này, trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão nhìn thấy lão thần tiên chỉ còn lại có một cái đầu, riêng phần mình lấy làm kinh hãi, nhưng nghe nói Hứa Ứng đến từ Lôi Trạch, sau lưng chính là Lôi Trạch tiên điện, không dám thất lễ, vội vàng cúi đầu liền bái. Đợi cho bọn hắn bái qua, lập tức liền bị một cỗ lớn lao lực lượng nâng, chậm rãi nâng lên. Đám người chỉ cảm thấy nguồn lực lượng này quả nhiên là mênh mông thâm thúy, sâu không lường được, trong lòng kinh nghi không chừng, lúc này mới tin tưởng Hứa Ứng quả thật là lão thần tiên. Hứa Ứng ánh mắt lại rơi trên Thái Vi Cung, tòa này Thái Vi Cung tuyệt đối là một kiện không gì sánh được cổ lão cường đại tiên khí, nhưng chẳng biết tại sao bị long đong, rơi vào thế gian, bị Du Huyên bọn người xem như phổ thông cung điện. Chỉ sợ là một kiện bất hủ chí bảo, trong lòng của hắn yên lặng nói, Du Huyên đám người cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách tế lên Thái Vi Cung, thậm chí ngay cả nó một phần ức uy năng đều không thể thôi động, bởi vậy không thủ bảo vật này, lại không biết là bảo. Thế giới này hoàn toàn chính xác có cao nhân, nếu không tại sao có thể có bất hủ chí bảo. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng là, Du Huyên bọn người nhưng chưa từng thấy qua thần tiên. Chuyện này là sao nữa? Vũ trụ này, rõ ràng có không gì sánh được cao đẳng linh văn, thậm chí siêu việt bỉ ngạn lý văn, nhưng lại dừng bước tại phi thăng kỳ trên cảnh giới. Rõ ràng không có tiên nhân, nhưng lại có Thái Vi Cung dạng này cổ lão pháp bảo. Thực sự rất cổ quái, Du Huyên bọn người đối với hắn cẩn thận, hầu hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, lại mang tới các loại công pháp điển tịch, thờ Hứa Ứng tham khảo. Hứa Ứng từ trong học tập linh văn, tiện thể học tập tiếng nói của bọn họ, không có mấy ngày nữa, cũng đã có thể vận dụng bản địa ngôn ngữ cùng bọn hắn đối thoại. Hứa Ứng hỏi linh văn khởi nguyên, Du Huyên nói, linh văn giống như từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại, nơi phát ra đã không thể khảo chứng. Hứa Ứng đành phải buông xuống việc này, hết sức chuyên chú đem chính mình phù văn, đạo văn, văn lý cùng long văn, chuyển biến làm linh văn. Theo hắn đối với linh văn lý giải dần dần làm sâu sắc, không thể không sợ hãi thán phục tại loại này đại đạo cơ cấu cường đại, bực này cơ cấu có thể đem đại đạo phân tích đến tầng thứ cao hơn, thẳng tới đại đạo bản chất. Chương 1339, theo hắn lý giải làm sâu sắc, hắn dần dần phát hiện linh văn cấu tạo càng ngày càng ít, đạo hạnh càng cao, linh văn cấu tạo liền càng đơn giản, tu vi liền càng là cao thâm. Hắn sơ tiếp xúc linh cơ cấu lúc, loại đại đạo này hoa văn có mấy ngàn loại nhiều, bất kỳ cái gì một loại đại đạo cấu tạo đều cực kỳ phức tạp. Đợi cho hắn lĩnh ngộ càng sâu, đem một loại lại một loại đại đạo lấy linh văn đến cơ cấu lúc, linh văn chủng loại liền chỉ còn lại có 400-500 chủng. Hắn phân tích thái nhất, hỗn độn cao bằng các loại đại đạo, dựng lại động nguyên lúc, linh văn chủng loại đã ít hơn so với trăm loại. Đồng thời hắn phân tích những đại đạo này, cảnh giới càng ngày càng cao, linh văn chủng loại liền càng ngày càng ít. Nếu là ta đem tăng lên tới bất hủ trình độ, linh văn số lượng chỉ sợ chỉ còn lại không tới 10 loại. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, đợi cho linh văn số lượng chỉ còn lại có một loại, chính là bất hủ cảnh đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào đại đạo chủ cảnh. Đại đạo chủ cảnh, đại đạo vô cấu, không có bất kỳ cái gì cấu tạo. Lấy xu thế này, tân trụ bất hủ cảnh tu luyện tới chỉ còn lại có một loại linh văn, tự nhiên mà vậy liền có thể bước vào đại đạo chủ cảnh. Hứa Ứng đột nhiên ngơ ngẩn, linh văn không phải pháp môn tu luyện, chỉ là một loại cơ sở đại đạo cơ cấu, nhưng là loại phương thức tu hành này, lại giống như là một loại thẳng đến đại đạo chủ cảnh tu hành phương thức. Thái Nhất Đại Đạo Quân bọn người vội vàng cần một môn đạo chủ cấp công pháp, mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, có một cái vũ trụ, thế mà từ cơ sở đại đạo phù văn bắt đầu, hệ thống tu luyện thẳng tới đạo chủ cảnh. Hứa Ứng nhịn không được sợ hãi thán phục, tân trụ, đạo pháp hệ thống thực sự quá cường đại. Đầu của hắn bay lên, lập tức thôi diễn các loại linh văn, đem Thái Nhất tăng lên tới chỉ còn lại có hơn 30 loại linh văn trình độ. Bất quá hỗn độn cùng hồng mông hai loại đại đạo, hắn chỉ có thể tăng lên tới 100 loại linh văn tả hữu, luân hồi, vô cực hai loại đại đạo, cũng chỉ có thể tăng lên tới 300 loại linh văn tả hữu, liền không thể tiếp tục được nữa. Linh văn chủng loại càng ít, càng là tiếp cận đại đạo bản chất, nhưng như thế nào giảm bớt linh văn chủng loại, cần lớn lao tích lũy cùng trí tuệ. Hứa Ứng lúc này mới phát hiện, mình tại hỗn độn cùng hồng mông bên trên tạo nghệ mặc dù cũng không so Thái Nhất kém, nhưng là mình tại này hai loại trên đại đạo nhưng vô dụng bao nhiêu công, đến mức lần này lấy linh dựng lại này hai loại đại đạo lộ ra cực kỳ cố hết sức, rất khó có lớn tinh tiến. Ta cần tại này hai loại đại đạo bên trên tốn hao càng nhiều tâm tư, như thế nào mới có thể xử lý nắm giữ lấy hai môn đại đạo chân vương hoặc là đạo quân, lấy tới công pháp của bọn hắn. Đúng, còn có nhân quả đại đạo. Hứa Ứng nhãn tình sáng lên, Kim Luân nhân quả độ ách kinh hắn cùng trưởng tôn Thánh Hải đã giải mã hoàn thành, một mực không cách nào tu luyện, chỉ vì muốn đi phàm trần mới có thể luyện thành nhân quả Kim Luân. Hiện nay, ta không phải là tại phàm trần bên trong a. Hứa Ứng nghĩ đến liền làm, lập tức điều vận Kim Luân nhân quả độ ách kinh, tu luyện nhân quả đại đạo, chỉ là hắn ở trên đạo này tạo nghệ thực sự nông cạn, ngắn ngủi mấy ngày, liền bị hắn làm ra gần vạn loại linh văn. Nhân quả Kim Luân cấu tạo cũng biến thành không gì sánh được phức tạp, khó mà thôi động. Hứa Ứng tự giác có chút thành tựu, thầm nghĩ tu luyện môn công pháp này, cần phải có đại nhân quả càng mạnh, bản sự tăng lên càng nhanh. Ở tại trong tiên điện, khẳng định không nhiễm nhân quả, ra ngoài đi một chút. Hắn thôi động linh văn cơ cấu Thái Nhất đại đạo, nhục thân dần dần khôi phục như lúc ban đầu, đi ra Lôi Trạch tiên điện. Hắn võ đạo động nguyên bên trong, Chuông Lớn cùng Chu Tiên Tàn Kiếm thì tại cố gắng học tập Hứa Ứng sửa sang lại các loại linh văn, tranh thủ để cho mình tiến thêm một bước. Tiên điện bên ngoài, trưởng giáo Du Huyên ngay tại xuất lĩnh một đám đệ tử tu luyện kiếm đạo. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ gặp Thái Vi cung kiếm đạo lộ ra có chút vụng về, chỉ chú trọng uy lực, không có chút nào kiếm đạo linh động cùng mau lẹ. Cái này ngàn vạn tử đệ trên thân, từng đầu nhỏ xíu chuỗi nhân quả trong bất chi bất giác cùng Hứa Ứng tương liên, như có như không. Hứa Ứng chỉ cảm thấy chính mình nhân quả đại đạo đạo hạnh có chút tăng lên, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ đến một loại kiếm đạo pháp môn, thầm nghĩ ta có thể đem nhân quả đại đạo dung nhập vào kiếm pháp bên trong. Hắn nghĩ tới nơi này, lập tức tế lên Chu Tiên Tàn Kiếm. Chu Tiên Tàn Kiếm đang cố gắng sửa chữa tự thân phù văn là linh văn, đột nhiên bị Hứa Ứng khống chế, thể nội rất nhiều phù văn bá biến thành linh văn, không khỏi vừa thẹn vừa giận. Tiểu tử thúi, đụng đến ta trên người lạc ấn. Chu Tiên Tàn Kiếm đột nhiên cảm thấy rất là thoải mái, tự thân uy lực cũng tại liên tục tăng lên, so trước đó càng cường đại hơn, liền không có tiếp tục hung xuống dưới, thầm nghĩ, hắn cũng là vì ta tốt. Ta rốt cuộc minh bạch trung gia, bị nhân loại trợ giúp tu luyện, hoàn toàn chính xác so với chính mình tu luyện sướng rồi rất nhiều. Hứa Ứng cũng không biết ý nghĩ của nó, tự mình tế kiếm, thi triển ra chính mình chỗ lĩnh hội chất chứa nhân quả kiếm đạo thần thông. Kiếm quang của hắn như dây tóc, như kim luân, như thời gian, như càn khôn, mang theo một loại mãnh liệt số mệnh cảm giác, theo nhân quả mà động, phục mệnh vận mà đi, để cho người ta tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đợi cho một bộ kiếm chiêu thi triển qua về sau, Hứa Ứng ngừng kiếm, sau đầu nhân quả động nguyên ong ong xoay tròn, vậy mà tại trong bất chi bất giác, đem nhân quả đại đạo tu vi tăng lên tới động nguyên cửu cảnh trình độ. Hắn thu kiếm, chỉ gặp phía dưới tất cả mọi người đã dừng lại tu luyện, trực câu câu nhìn qua hắn. Đột nhiên, Du Huyên hạ bái, dập đầu nói, xin mời lão thần tiên, thụ đệ tử tiên ra kiếm pháp. Phía sau hắn, cái kia ngàn vạn Thái Vi cung môn nhân nhao nhao hạ bái, trăm miệng một lời, xin mời lão thần tiên, thụ đệ tử tiên ra kiếm pháp. Giờ khắc này, Hứa Ứng chỉ gặp bọn họ trên thân các loại chuỗi nhân quả đột nhiên trở nên nồng đậm đứng lên, chuẩn bị chuỗi nhân quả không gì sánh được sáng tỏ. Ông, nghìn vạn đạo chuỗi nhân quả tại phía sau hắn ngưng kết, dần dần hình thành một đạo kim luân. Hứa Ứng lòng có minh ngộ, cúi người, hai tay hư hơi nâng lên, mỉm cười nói, đứng dậy, ta truyền thụ cho các người bộ này nhân quả chứng tiên kiếm. Đám người đại hỉ, vội vàng bái tạ, lúc này mới đứng dậy. Hứa Ứng thế là liền tại Thái Vi Cung khai đàn giảng pháp, đem chính mình những ngày này lĩnh ngộ ra các loại cao thâm linh văn tương thụ, sau đó lại truyền nhân quả linh văn. Ngày thứ 20, hắn đem nhân quả chứng tiên kiếm toàn bộ truyền thụ. Ngày thứ 30, tu thành nhân quả chứng tiên kiếm Du Huyên, khiêu chiến Ma Đạo Tông sư Thái Thúc Hy, một chiêu đem Thái Thúc Hy chém giết, chấn kinh thiên hạ. Thúy Hư Đại Lục, Ma Đạo hưng vượng, tiến vào Ma Đạo đều là chút khát vọng trường sinh người. Tại Tân Trụ bên trong, liền xem như tu luyện tới phi thăng kỳ cũng chỉ có 100.000 năm tuổi thọ, cuối cùng phải đối mặt sinh lão bệnh tử. Những người này không cam lòng tử vong, thế là đi vào Ma Đạo, dùng các loại phương pháp kéo dài tính mạng. Ma Đạo Tam Đảo Lục Thánh Thập Nhị Tôn giả, chặn giết Du Huyên, bị Du Huyên toàn bộ chém giết, trong lúc nhất thời Du Huyên rất có chính đạo người thứ nhất tư thế. Hứa Ứng nhìn thấy trên người mình, nhân quả không hiểu nặng mấy phần, tu vi cũng từ liên tục tăng lên, trong lòng vui sướng. Nhân quả càng lớn, tu hành càng nhanh, quả là thế, không được bao lâu, ta nhân quả đại đạo liền có thể phi thăng. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem Lôi Trạch Thiên Kiếp là chuyện gì xảy ra. Chương 1340, càng gánh không được. Thế giới này đạo pháp, thế mà cấp thấp đến loại trình độ này. Du Huyên cùng Thái Thúc Hy chi chiến, thần ma đại đạo quân môn hạ lục hợp liền tại dưới đài quan chiến, nhìn thấy hai vị này cao thủ tuyệt thế bản sự, không khỏi kinh ngạc không thôi. Đây chính là vũ trụ này cao thủ tuyệt thế. Những ngày này hắn đã du lịch Thúy Hư Đại Lục rất nhiều nơi, tìm kiếm hỏi thăm thế ngoại cao nhân. Nhưng thế ngoại cao nhân một cái cũng không có gặp được, lại phát hiện Tân Trụ đạo pháp thần thông 10 phần thấp. Nơi này tu sĩ, tu vi cao nhất cũng bất quá phi thăng kỳ, thậm chí so ra kém Bỉ Ngạn Hạ Hạt bất kỳ một cái nào đại thiên vũ trụ. Nhưng mà chính là cấp thấp như vậy vũ trụ, để bọn hắn những người khai hoang này tử thương thảm trọng, còn chưa tiến vào Thúy Hư Đại Lục, liền đã chết chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Hắn thậm chí đoán chừng, liền xem như Bỉ Ngạn Bất Hủ giả lại tới đây, cũng rất khó bảo trụ tự thân. Linh văn cơ cấu, thực sự thật cao minh, lục hợp không khỏi động tâm tư, hai đại cao thủ tuyệt thế thực lực, cấp thấp như vậy, xem ra vũ trụ này hoàn toàn chính xác không có cái gì cường giả. Cao minh như thế đại đạo cơ cấu, lại thêm Bỉ Ngạn đạo pháp, ta chính là nơi này chúa tể. Một bên khác, Âm Dương đại đạo quân môn hạ Doãn Nhiêu cũng đang quan chiến, trong lòng khẽ nhúc nhích, vùng thiên địa này đại đạo cơ cấu cao minh đến cực điểm, nhưng đạo pháp lại cực kỳ rớt lại phía sau, hẳn là văn minh xuất hiện đứt gãy. Nơi này tu sĩ, không biết sao, đột nhiên biến mất, không có để lại truyền thừa. Trận này oanh động thiên hạ chính ma đại chiến, lấy Du Huyên chém giết Tam Đảo Lục Thánh Thập Nhị Ma Tôn mà kết thúc. Lục hợp trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức đuổi kịp những cái kia ủ rũ cúi đầu người trong ma đạo, chuẩn bị nhất thống ma đạo, trở thành nơi đây đạo tổ. Du Huyên mang theo đánh giết Thái Thúc Hy, liên trảm Tam Đảo Lục Thánh Thập Nhị Tôn giả chi uy, trở về Thái Vi Cung, trong lòng hay là kinh hỉ khó nhịn. Lão thần tiên truyền thụ cho kiếm pháp, thực sự quá lợi hại. Thúy Hư Đại Lục vốn là ở vào một cái đạo tiêu ma chướng thời đại, bởi vì thời gian dài không người có thể vượt qua Lôi Trạch Thiên Kiếp, dẫn đến không biết bao nhiêu thiên kiêu chết ở dưới thiên kiếp, không người có thể phi thăng. Dần ra, liền sinh ra ma đạo, dùng các loại phương pháp cầu trường sinh. Về phần chính đạo, thì dần dần suy thoái. Hắn lần này khiêu chiến Thái Thúc Hy, cũng không có ôm bao lớn hy vọng, dù sao đối phương là ma đạo danh túc, uy danh viễn bác. Mà mình là trong chính đạo kiếm đạo người thứ nhất, đương nhiên còn có đao đạo, trận pháp, luyện khí, thần thông, võ đạo các loại 360 cái môn đạo, cũng đều có người thứ nhất. Nhưng sao liệu lần này quyết đấu, chính mình thi triển ra nhân quả chứng tiên kiếm, lần theo nhân quả mà động, sau một khắc liền đem đối phương chém giết, không gì sánh được lưu loát. Tam Đảo Lục Thánh Thập Nhị Tôn giả phục kích hắn lúc, cũng không có một cái có thể tiếp được hắn một kiếm. Lần này, hắn đã là chính đạo người thứ nhất, lão thần tiên vẻn vẹn chỉ điểm ta hơn 20 ngày, liền để cho ta nhảy lên trở thành chính đạo người thứ nhất. Lão thần tiên thực lực nên sẽ có cường đại cỡ nào. Du Huyên vội vàng tới gặp Hứa Ứng, đã thấy Hứa Ứng lúc này đang đứng tại Thái Vi Cung trước, dò xét tòa này cổ lão cung khuyết. Du Huyên, Thái Vi Cung nơi phát ra phải chăng có ghi chép? Hứa Ứng đột nhiên hỏi. Du Huyên lắc đầu nói, đệ tử không biết, Thái Vi Cung quá cổ xưa, thậm chí so với chúng ta môn phái còn cổ lão hơn, có nghe đồn nói đang khai thiên tích địa mới bắt đầu cũng đã tồn tại. Hứa Ứng nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, khai thiên tích địa mới bắt đầu cũng đã tồn tại. Nơi này cũng không phải nguyên giới, cho dù là nguyên giới, kinh lịch Hồng Nguyên mở, chỉ sợ cũng sẽ tổn thương thảm trọng, mà sẽ không bảo tồn được như vậy hoàn chỉnh. Du Huyên lấy hết dũng khí, nói, đệ tử học tập lão thần tiên chỗ thủ kiếm đạo thần thông, thực lực tăng nhiều, chỉ là khổ không con đường trường sinh. Lão thần tiên có thể hay không truyền thụ tiên pháp, hắn lo sợ bất an, dù sao mình đã được đến lão thần tiên truyền thụ kiếm đạo, nhảy lên trở thành chính đạo người thứ nhất, nếu như lại cầu tiên pháp, vậy thì có chút được voi đòi tiên. Hứa Ứng nghiêng đầu dò xét hắn một chút, chỉ gặp hắn trên thân nhân quả dây dưa, ngày càng hưng thịnh, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, người thân có đại nhân đại quả, là cái tu luyện đạo pháp của ta hạt giống tốt. Cũng được, ta liền thu ngươi làm đệ tử, truyền thụ cho ngươi một loại có thể phi thăng chứng đạo pháp môn. Du Huyên vừa mừng vừa sợ, vội vàng cong xuống, nói, sư tôn, cái này phi thăng chứng đạo pháp môn, có thể thành tiên a. Hứa Ứng cười nói, có thể thành đạo, huống chi thành tiên. Du Huyên lễ bái, Hứa Ứng nhập ra tùy tục, tại linh văn trên cơ sở đối với Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh làm thêm bớt, môn công pháp này ngay từ đầu lúc tu luyện, rất khó vào tay, cần nghiên cứu hơn vạn loại khác biệt linh văn, nhưng cảnh giới mỗi đề cao một tầng linh văn số lượng liền thiếu mấy phần. Đợi cho tu luyện tới phi thăng kỳ, linh văn số lượng liền chỉ có hàng ngàn. Đến lần thứ nhất chứng đạo, cũng chính là trí tôn cảnh, linh văn số lượng liền chỉ còn lại có trăm số. Lần thứ hai chứng đạo, bất hủ cảnh, linh văn số lượng liền chỉ còn lại có mười mấy. Lần thứ ba chứng đạo, tu luyện tới đại đạo chủ cảnh trước giờ, linh văn số lượng chỉ còn lại có một cái. Một cái linh văn, chính là một loại hoàn mỹ đại đạo. Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh, vốn chỉ là một môn bất hủ cấp công pháp, nhưng là trải qua Hứa Ứng lần này cải tiến, thế mà nối thẳng lần thứ ba chứng đạo, có thể tu luyện tới đại đạo chủ cảnh, coi là một môn đạo chủ cấp công pháp. Đương nhiên, làm công này người khai sáng, Hứa Ứng chính mình cũng không có tu thành đạo chủ cấp. Bởi vậy môn công pháp này chỉ có thể coi là một lần thí nghiệm. Mà lại hậu kỳ tam chứng cảnh giới linh văn Hứa Ứng cũng không có sửa sang lại, chỉ có Du Huyên chứng đạo thời điểm, chính mình đi từ từ hoàn thành. Hứa Ứng đem môn công pháp này truyền thụ cho Du Huyên, Du Huyên chỉ cảm thấy bác đại tinh thâm, lại lần nữa lễ bái nói, đệ tử có thể hay không đem môn công pháp này truyền thụ cho đệ tử khác. Hứa Ứng hữu tâm chỉ điểm hắn, cười nói có gì không thể. Bất quá, ngươi không cần chỉ chú ý tới vi sư truyền lại Kim Luân Nhân Quả, ngươi còn phải xem đến Kim Luân Nhân Quả mạch suy nghĩ. Do phồn đến giản, lại đến chứng được đại đạo, không chỉ có nhân quả đại đạo có thể làm như thế, phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, tiên thiên ngũ thái, hỗn độn âm dương, hồng mông thái nhất, các loại đại đạo đều có thể làm như thế. Người lĩnh ngộ ra điểm này, chính là cử thế vô song đại tông sư, tam chứng đều có thể. Du Huyên nghe được cái hiểu cái không, Hứa Ứng cũng mặc kệ hắn phải chăng có thể lĩnh ngộ, tự mình nghiên cứu Thái Vi Cung. Du Huyên hướng Hứa Ứng bái một cái, đứng dậy triệu tập Thái Vi Cung môn hạ tử đệ, truyền thụ Hứa Ứng cải tiến sau Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh. Môn công pháp này cực kỳ khảo nghiệm đệ tử năng lực học tập, dù sao ngay từ đầu liền muốn học tập lĩnh ngộ hơn vạn loại linh văn. Thái Vi Cung trên dưới, tất cả đều đi theo hắn tu luyện, nhưng là có thể nhập môn hay là không nhiều. Du Huyên nghĩ đến Hứa Ứng lời nói, khổ sở suy nghĩ, nhưng vẫn là không rõ nên làm như thế nào. Thẳng đến trăm ngàn năm về sau, hắn rốt cục chứng đạo, một lần tại lĩnh hội đại đạo khác lúc đột nhiên nhớ lại Hứa Ứng lời nói, mới rốt cục đại triệt đại ngộ, trở thành linh giới vũ trụ một đời đại tông sư. Đây là nói sau, Hứa Ứng đứng tại Thái Vi Cung trước, nương theo lấy Thái Vi Cung đệ tử trưởng lão bọn người tu luyện nhân quả Kim Luân, trên thân nhân quả dần dần nặng, hắn tự thân nhân quả Kim Luân cũng càng phát ra lớn mạnh. Thái Vi Cung đệ tử tu vi càng ngày càng cao, cùng tân trụ liên lụy liền càng ngày càng sâu, tân trụ cùng hắn người tổ sư này liên lụy liền cũng càng ngày càng sâu nặng, nhân quả chi lực tự nhiên cũng liền càng ngày càng mạnh. Đạo huynh, đắc tội. Hứa Ứng ánh mắt chớp động, đột nhiên tiến lên trước một bước, chỉ một ngón tay, lập tức Thái Vi Cung bị hắn tế lên, giấu tại cung này bên trong mênh mông uy năng bị hắn kích phát. Thái Vi Cung đám người phát giác được vào cung điện kia trong lúc bất chợt tản mát ra thâm thúy vô biên uy năng, trong lòng riêng phần mình giật mình, đối mặt cỗ này gần như vô số viên thái dương tụ tập cùng một chỗ lực lượng, bọn hắn thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đó là có thể so với trăm ngàn đạo ngân hà tinh hệ giống như uy năng, giấu tại nho nhỏ Thái Vi Cung bên trong. Chúng ta Thái Vi Cung, thế nào lại là pháp bảo cường đại như thế? Lão thần tiên lực lượng, đúng là vĩ ngạn như thế. Bọn hắn bị rung động thật sâu, thuộc về tòa cung điện này linh văn, đã bị hoàn toàn kích phát. 6 loại linh văn, Hứa Ứng cũng không nhịn được bị chấn động, tòa này Thái Vi Cung, tổng cộng có 6 loại linh văn hình thái thuộc về bất hủ cấp linh văn hình thái. Đem linh văn chủng loại đơn giản hóa đến 6 loại, đã là bất hủ bên trong đạo quân, thậm chí đại đạo quân, khoảng cách đại đạo chủ đã rất gần. Loại tồn tại này, làm sao lại biến mất? Hứa Ứng thôi động Thái Vi Cung, thản nhiên nói, may mắn thuận bảo vật này, tìm kiếm được bảo vật này chủ nhân cũng không tính khó. Thái Vi Cung, để cho ta tới nhìn một chút ngươi nhân quả, tìm kiếm được chủ nhân của ngươi. Hắn đem nhân quả kim luân thôi phát đến cực hạn, trong khoảnh khắc, liền để dây dưa tại tòa cung khuyết này mỗi loại nhân quả nổi lên. Phàm là pháp bảo còn tại, pháp bảo cùng chủ nhân nhân quả liền sẽ không tiêu tán, bởi vậy Hứa Ứng chắc chắn mình có thể tìm đến pháp bảo chủ nhân. Mà lại, pháp bảo cùng chủ nhân nhân quả, thường thường là rất nhiều nhân quả bên trong lớn nhất cây kia. Chương 1342, cáo mượn oai hùm. Tiếng chuông kia, Hứa Ứng trước đó còn từng nghe qua một lần, chính là cùng nguyên giới di tích chi chủ lập thành hỗn độn thể ước lúc, lập thể đằng sau, bọn hắn bên tai liền có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông kia cùng trong dòng sông thời gian tiếng chuông giống nhau như đúc. Hắn chung 3 lần nghe được loại tiếng chuông này, trong hỗn độn hải còn có một lần, lần kia hắn đem chiếc chuông lớn kia xuất phát ra nhăn nheo lạc ấn tại chuông lớn trên thân. Linh giới vũ trụ những người tu hành này chết đi, hẳn là hỗn độn đại đạo tại tự hành thanh lý tự thân đại đạo ba động. Hứa Ứng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, mang theo chuông lớn vội vàng đi ra ngoài, thầm nghĩ, trong linh giới hơn phân nửa có người từng phát lời thề, kết quả vi phạm với lời thề, tạo thành hỗn độn đại đạo dị thường ba động, dẫn đến người tu hành bị xóa đi. Không đúng, tất cả người tu hành đồng thời lập xuống hỗn độn thể ước, đồng thời trái với hỗn độn thể ước, đồng thời bị hỗn độn đại đạo điều chỉnh. Cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi, càng khó có thể hơn làm được. Bởi vì thời thời khắc khắc đều có người tu hành mới không có lập xuống hỗn độn thể ước, đương nhiên sẽ không bị hỗn độn đại đạo san bằng. Trừ phi có người có thể điều khiển vũ trụ này đại đạo, lấy đại đạo tên, lập xuống thể ước. Bất quá người lập thể, thấp nhất là đại đạo chủ cấp bậc. Hiện tại vấn đề là, trận này hỗn độn thể ước phải chăng còn tại? Hứa Ứng nghĩ tới đây, dùng mình một cái. Coi như năm đó người đã chết hết, coi như sự tình đã qua 28 triệu năm, nhưng là ai có thể khẳng định hỗn độn thể ước đã phá? Nếu như thể ước này vẫn còn, chẳng phải là nói ai vượt qua thiên kiếp kẻ nào chết? Vô luận như thế nào, linh giới vũ trụ đều không thích hợp ngây người thêm. Hứa Ứng quả quyết nói, hắn tự giác hiện tại có chút thực lực tu vi, nhưng là đối mặt hỗn độn thể ước, chỉ sợ vẫn là không có chút sức chống cực nào. Ta hiện tại liền về Bỉ Ngạn, không ở giới này dừng lại. Hắn thoát ra thời quang trường hà, đi vào ngoại giới, đột nhiên ngây người. A Ứng, thế nào? Chuông lớn dò hỏi. Hứa Ứng trừng to mắt, lẩm bẩm nói, ta nhân quả đại đạo, đột nhiên tăng lên rất nhiều. Trung ra, ta nhân quả kim luân bên trên, nhiều hơn một đạo nhân quả. Ngắn ngủi một lát, Hứa Ứng nhân quả đạo lực liền gấp bội tăng lên, nhân quả kim luân trở nên so lúc trước càng to lớn hơn, càng thêm sáng tỏ, các loại đạo diệu, ùn ùn kéo đến. Nhân quả động nguyên cũng từ liên tiếp tăng vọt, trong động nguyên tiên sơn tự thành. Một đạo lúc trước không thấy chuỗi nhân quả, không hiểu xuất hiện, quấn quanh ở trên người hắn. Đạo này chuỗi nhân quả tráng kiện không hiểu, lập tức lại bị kim luân độ ách kinh cuốn lên, quấn quanh trên nhân quả kim luân. Hứa Ứng nhìn chằm chằm căn này chuỗi nhân quả, mặt trầm như nước, từ khi nhân quả kim luân quấn quanh căn này chuỗi nhân quả, hắn trên nhân quả chi đạo tu vi liền không ngừng tăng vọt. Ngắn ngủi một lát, hắn nhân quả đại đạo tu vi liền từ động nguyên cửu cảnh trực tiếp tăng lên tới phi thăng cảnh. Đồng thời, tu vi càng ngày càng hùng hậu, thẳng đến phi thăng cảnh đại viên mãn mà đi. A Ứng, ngươi nhân quả tu vi không có khả năng tăng lên nữa, lại đề thăng, ngươi liền sẽ độ kiếp. Chuông lớn phát giác được tu vi của hắn biến hóa, vội vàng nói, sau khi độ kiếp, chỉ sợ ngươi cũng sẽ nghe được tiếng chuông kia, hồi phi yên diệt. Lấy Hứa Ứng thực lực bây giờ, vượt qua lôi trạch thiên kiếp dễ như trở bàn tay. Hắn nhân quả đại đạo mặc dù yếu kém, nhưng là Thái Nhất, Hồng Mông, hỗn độn các loại đại đạo tu vi thực sự quá mạnh, chỉ là lôi trạch thiên kiếp không nói chơi. Trung gia, ta vừa rồi tra xét đi, bị người để mắt tới. Người này phát giác được ta, cố ý để đạo này nhân quả quấn quanh ở trên người của ta, tăng lên tu vi của ta, để cho ta độ kiếp. Hứa Ứng trong khoảnh khắc hiểu rõ tiền căn hậu quả, truyền âm nói, người này, tất nhiên là năm đó tiếng chuông dưới người sống sót, thậm chí khả năng chính là điều khiển hỗn độn thệ ngôn, tạo thành văn minh tuyệt tự chủ mưu. Chúng ta mau mau rời đi, không có khả năng lưu tại linh giới vũ trụ. Hắn lập tức phóng lên tận trời, bay ra Thúy Hư đại lục, thẳng đến lôi trạch mà đi. Đợi đi vào lôi trạch, Hứa Ứng tìm được chiếc kia bị chính mình vứt bỏ Thúy Nham lâu thuyền, ý đồ thôi động lâu thuyền, lại phát hiện trên lâu thuyền lạc ấn đã sớm bị linh văn toàn bộ xóa đi, hóa thành đạo hôi. A Ứng, trên chiếc lâu thuyền này lạc ấn đều đã hóa thành đạo hôi. Chuông lớn bay về phía chỗ hắn, tìm được một chiếc khác lâu thuyền, truyền âm nói. Nơi xa truyền đến Chu Tiên Tàn Kiếm thần thức ba động, nó cũng phát hiện một chiếc Thúy Nham lâu thuyền, trên lâu thuyền lạc ấn cũng hóa thành cho tàn. Hứa Ứng nhíu mày, tìm kiếm mặt khác Thúy Nham lâu thuyền, nói, nếu như linh hóa đến đầy đủ chậm, liền sẽ biến thành thay thế, lúc đầu Lý Văn Lạc ấn hẳn là liền có thể biến thành Linh Văn Lạc ấn. Một người một chuông một kiếm tìm khắp tứ phía, nhưng mà tìm được mỗi một chiếc Thúy Nham lâu thuyền, nó Lý Văn Lạc ấn đều bị hoàn toàn xóa đi, hóa thành đạo hôi. Hứa Ứng một trái tim càng ngày càng nặng, đứng tại Thương Liêu trong tinh không, bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy tự thân nhân quả tu vi lại không hiểu tăng lên mấy phần. Ha ha, nhất định là của ta Đồ Nhi ngoan du huyên, cho vi sư tăng thêm mấy phần nhân quả, đem ta kiếp vận hướng phía trước đẩy. Nếu là lúc trước, Hứa Ứng nhất định sẽ rất vui vẻ, tán thưởng có cái con trai cả tốt, nhưng là bây giờ lại cảm thấy là đem chính mình hướng độ kiếp bên trên đẩy lại đẩy bùa đòi mạng. Trời không tuyệt đường người, nhất định còn có sinh cơ. Lão tặc thiên muốn tuyệt ta. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng dần dần tỉnh táo lại, ở trong tinh không dần dần làm rõ nhân quả, tra tìm cái kia đạo không gì sánh được tráng kiện nhân quả nơi phát ra. Đạo này nhân quả, rõ ràng là từ trong Thúy Hư đại lục bay ra. Cho ta cái chốt một đạo nhân quả, bức ta độ kiếp, chết bởi hỗn độn thệ ngôn bên trong. Ta ngược lại muốn xem, người đến cùng là ai. Đột nhiên, Hứa Ứng đứng dậy hướng Thúy Hư đại lục đi đến. Chuông lớn cùng Chu Tiên Tàn Kiếm vội vàng đuổi theo hắn, chui vào hắn trong động uyên. Hứa Ứng cước bộ không nhanh, tốc độ lại cực nhanh, cũng không lâu lắm liền tới đến Thúy Hư đại lục. Tại hắn phía trước, là một mảnh tạo hóa đạo cảnh. Đạo này chuỗi nhân quả, chính là tới từ tạo hóa đạo cảnh chỗ sâu. Tạo hóa chi đạo, có thể tránh thoát hỗn độn thệ ngôn truy sát. Các hạ coi trọng tạo hóa chi đạo. Hứa Ứng mỉm cười, cất bước đi vào tạo hóa đạo cảnh bên trong, tòa này đạo cảnh cực kỳ rộng rãi, nội bộ càng là có khác không gian, tạo hóa chi đạo sinh sôi không ngừng, sáng tạo vạn vật vạn linh. Hứa Ứng bốn phía nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta, các hạ liền không cần giả thần giả quỷ. Ta tạo hóa chi đạo tạo nghệ, không thể so với ngươi kém. Tạo hóa động uyên, hắn thái nhất động uyên đột nhiên hóa thành tạo hóa động uyên, tạo hóa đạo lực bành trướng khuấy động, tạo hóa chi đạo lập tức phá vỡ tòa này đạo cảnh, để trước mắt tạo hóa đạo cảnh không ngừng sụp đổ. Theo tạo hóa đạo cảnh phá diệt một mảnh hồng mông tử khí tuôn ra, chân chính đạo cảnh hiện ra. Đây là một tòa hồng mông đạo cảnh, giấu ở tạo hóa đạo cảnh biểu tượng phía dưới. Cái này hồng mông đạo cảnh cực kỳ kỳ lạ, sau khi đi vào, bên trong hồng mông tử khí liền sẽ diễn sinh một phiến thời không, có núi có nước, cảnh sắc tú lệ, đại đạo hóa sinh, vạn đạo đều là ra. Nếu như đi về phía trước, liền thấy thiên địa cải biến, lại có thiên địa mới tạo ra, lại có vạn đạo hóa sinh. Không ngừng tiến lên, đường xá vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng. Hứa Ứng tiến vào hồng mông đạo cảnh, một bên đi thẳng về phía trước, một bên thản nhiên nói, ta triệu hoán thời quang trường hà, xem xét quá khứ phát sinh sự tình, sau đó liền bị người để mắt tới. Xem ra năm đó tiếng chuông vang lên thời điểm, linh giới cường giả còn chưa chết tuyệt. Hắn đi đến mảnh thế giới này cuối cùng, phía trước thiên địa mới đại đạo mới không ngừng từ ta diễn sinh. Chương 1343, vị đạo hữu này ẩn tàng ở trong hồng mông, mượn hồng mông giữ được tính mạng, nghĩ đến là hỗn độn sinh hồng mông hóa vạn đạo. Ngươi tu luyện là hồng mông đại đạo, bởi vậy hỗn độn thể ngôn tác dụng ở trên người của ngươi lúc, muốn đem ngươi hóa thành hỗn độn, ngươi lại dùng hồng mông đại đạo đem chính mình biến trở về tới. Bởi vậy, ngươi trở thành năm đó người sống sót. Hứa Ứng nhìn bốn phía, thiên địa vạn vật còn tại không ngừng diễn biến, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Các hạ hồng mông tạo nghệ, hoàn toàn chính xác sâu xa khó hiểu, có thể làm việc người khác không thể, so ta mạnh hơn như vậy một chút mà. Hứa Ứng tán thán nói, nhưng xảo cực kỳ, ta cũng tu luyện hồng mông bất hủ. Hắn trong lúc bất chợt thôi động hồng mông động nguyên, định trụ bốn phía sơn hà địa lý biến hóa, tiếp tục đi đến phía trước, cười nói, ta không cần đạo hạnh so ngươi sâu, ta chỉ cần so ngươi yếu một chút xíu, liền có thể định trụ ngươi hồng mông biến hóa. Hắn vừa mới nói đến đây, trước mắt cây kia chuỗi nhân quả có chút rung động, giống như là chuỗi nhân quả một chỗ khác kết nối với nhân vật đáng sợ nào, bị hắn ngôn ngữ làm tức giận. Ứng tử, rộng rãi a. Chuông lớn cùng Chu Tiên Kiếm tránh ở trong võ đạo động uyên, lắng nghe bên ngoài Hứa Ứng thanh âm, không khỏi âm thầm cho hắn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Chuông lớn kêu lên, hồng mông không phải mạnh nhất đại đạo, rộng rãi mới là. Ứng tử, không cần cậy mạnh. Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, cười nói, các hạ có thể tránh né hỗn độn thệ ngôn truy sát, có thể thấy được cao minh. Bất quá, trong hỗn độn tiếng chuông nhất định vẫn còn truy kích ngươi đi. Cho nên đưa ngươi dọa đến một mực tránh ở trong hồng mông, không dám hiện thân. Đột nhiên, hồng mông chỗ sâu truyền đến một cỗ cường hoành vô biên khí tức, tựa như có một tôn không gì sánh được vĩ ngạn cự nhân giãn ra thân thể, một cỗ mênh mông thâm thúy thần thức phun trào, để bốn phía bị động lại sơn hà địa lý lại lần nữa biến hóa. Chuông lớn run lẩy bẩy, hỗn độn khắc chế hồng mông, nhưng mà hồng mông có thể khai thiên tích địa, mở hỗn độn, bởi vậy cũng có thể nói, Hồng Mông cũng tương tự khắc chế hỗn độn. Thần thức kia thản nhiên nói, ta có thể may mắn còn sống sót, liền toàn do tại đây. Bất quá, người Hồng Mông chỉ có kỳ biểu, mà căn bản chưa từng lĩnh ngộ ra Hồng Mông mở cùng biến hóa chi năng, căn bản áp chế không nổi ta Hồng Mông biến hóa. Hứa Ứng cũng biết chính mình Hồng Mông tạo nghệ có 9 thành 9 trình độ, lơ đánh, bất qua thần thức chủ nhân để Hồng Mông không ngừng diễn hóa vạn đạo, diễn hóa vạn vật, quả thực để trước mắt hắn sáng lên. Hắn quan sát được những cảnh tượng này, cùng mình Hồng Mông tạo nghệ lẫn nhau chiếu rọi, các loại đạo lý liền không ngộ tự minh, các loại Hồng Mông thần thông, càng là tùy tâm sở dục, thuận buồm xuôi gió. Hứa Ứng một bên tiến lên, một bên lạnh nhạt nói, đạo huynh phát giác ta tại lật xem quá khứ, đem nhân quả buộc tại trên người của ta, ý muốn như thế nào? Các hạ hẳn là cho ta một lời giải thích. Giải thích, thanh âm kia hùng vĩ đến cực điểm, Hứa Ứng phía trước lập tức vô ngần Hồng Mông tử khí bốc lên biến hóa, trong tử khí một tôn không gì sánh được vĩ ngạn dáng người đứng thẳng, khôi ngô cao lớn, trong mi tâm có hào quang, hình thành con mắt thứ 3 hình thái. Ta không cần hướng ngươi giải thích, đạo âm kia ầm ầm chấn động, Hứa Ứng bốn phía thiên địa lập tức liên miên chôn vùi, hóa thành Hồng Mông chi khí, thanh thế khủng bố. Hứa Ứng hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ thôi động võ đạo động nguyên bên trong chuông lớn, đem chuông lớn kích phát, nhưng nghe được cong một tiếng vang từ hắn thể nội truyền đến, lập tức bốn phía phun trào Hồng Mông tử khí không ngừng chôn vùi, hóa thành hỗn độn chi khí. Keng, Hứa Ứng thể nội lại truyền tới một tiếng chuông du dương, cất bước đi thẳng về phía trước, từng bước tới gần cái kia Hồng Mông bên trong thân ảnh, một bước một tiếng chuông vang. Trong Hồng Mông chi khí kia thân ảnh như là nhìn thấy nhất làm hắn sợ hãi sự tình, chuông vang một lần, hắn liền lui lại một bước, hoảng sợ muôn dạng. Người cùng hỗn độn chủ là quan hệ như thế nào? Trong tử khí truyền đến hắn thanh âm hoảng sợ, nghiêm nghị kêu lên, ngươi là phụng mệnh của hắn, tới giết ta đúng hay không? Hứa Ứng dừng bước lại, tiếng chuông lập tức ngừng, trong tử khí kia thân ảnh cũng từ dừng lại. Hứa Ứng không có trả lời hắn vấn đề, nói các hạ còn không có cho ta một lời giải thích. Trong tử khí kia thân ảnh trầm mặc một lát, quả thực đối với tiếng chuông kia e ngại, nói, nhân quả khó mà điều khiển, có thể nói là hiếm thấy nhất đạo thành đạo đại đạo một trong, ta tinh tu Hồng Mông, đối với nhân quả không có bao nhiêu nghiên cứu. Sở dĩ người ta thành lập nhân quả liên hệ, kỳ thực là bởi vì ngươi dò xét quá khứ. Quá khứ có ta, ngươi thấy trong quá khứ thời gian ta, thế là cùng ta thành lập nhân quả liên hệ. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, trong lòng có chút chột dạ. Người này giải thích, phù hợp nhân quả logic, giống như hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Nói cách khác, chính ta cùng hắn thành lập nhân quả liên hệ, chính mình đem chính mình dọa đến gần chết, tưởng rằng người sống sót này muốn ám hại ta. Hứa Ứng nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, thầm nghĩ, ta xuất thân nguyên thú thuần phác hiền lành dân phong để cho ta coi là, người sống sót này dùng nhân quả đến để thăng tu vi của ta, để thiên kiếp giết chết ta. Sau đó hắn liền đang chạy đường không cửa tình huống dưới, quyết định cáo mượn oai hùng, tới tìm người sống sót này, đồng thời dùng chuông lớn tới dọa người sống sót. A Ứng, nếu không, chúng ta hay là không cần luyện nhân quả đại đạo đi. Chuông lớn thận trọng nói, đùa bỡn nhân quả người, chắc chắn vong tại nhân quả phía dưới. Ta cảm thấy đại đạo khác, muốn so nhân quả đại đạo an toàn rất nhiều. Hứa Ứng cười ha ha, tráng một tráng sợ gan, cười nói, hiểu lầm. Đạo huynh, nguyên lai đó là cái hiểu lầm. Trong tử khí kia thân ảnh sát khí dần dần dày, chỉ nghe Hứa Ứng tiếp tục nói. Ta phụng sư mệnh đi vào giới này, cũng không phải là tới giết ngươi cá lọt lưới này. Tử khí bên trong sát khí biến mất, người sống sót kia lập tức thành thật, dò hỏi các hạ phụng hỗn độn chủ chi mệnh đến đây, cần làm chuyện gì? Hứa Ứng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười nói tự nhiên là có đại sự muốn làm. Hắn một bước sâu xa khó hiểu bộ dáng, nhưng trong đầu trống rỗng, không biết nên như thế nào mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Trong tử khí kia thân ảnh trầm mặc một lát, nói ta đã biết. Hỗn độn đại đạo bên trong sinh ra dị dạng gợn sóng, bị hỗn độn chủ phát giác, phát hiện năm đó hướng hỗn độn đại đạo phát thể Tả Liễn đạo chủ chưa chết, cho nên ra lệnh cho ngươi đến đây, xem xét chân tướng, đúng hay không? Võ đạo động nguyên bên trong, chuông lớn lập tức khẩn trương lên, nói A Ứng, nhân quả đại đạo ngươi còn chưa tìm hiểu được, liền không nên nói lung tung. Hỗn độn chủ cao thâm mà chắc, tuyệt đối không nên cùng hắn có chỗ liên quan, coi chừng trêu chọc đến không có khả năng trêu chọc tồn tại. Hứa Ứng mỉm cười, nói, bị các hạ đã nhìn ra. Bội phục, hắn tế ra chuông lớn, thản nhiên nói, không sai, ta lần này đến chính là vì thẩm tra năm đó chân tướng mà tới. Hắn vừa dứt lời, chuông lớn mặt ngoài hỗn độn hải tiếng chuông hình thành nhăn nheo đột nhiên sáng lên, vầng sáng lưu chuyển, lộ ra thần bí dị thường. Trung gia phối hợp đến thật tốt, Hứa Ứng thầm khen, không phải ta, chuông lớn run rẩy truyền âm nói. Hứa Ứng trong lòng máy động, bên tai truyền đến một tiếng chuông du dương, thể nội hỗn độn đại đạo vào lúc này có chút nổi lên gợn sóng. Phảng phất nương theo lấy hắn vừa rồi câu kia nói láo, hắn hỗn độn đại đạo cùng trong hỗn độn hải cái nào đó tồn tại thần bí, thành lập liên hệ. Chơi lớn rồi, Hứa Ứng trên mặt cứng ngắc dáng tươi cười, thầm nghĩ trong lòng. Chương 1344, phi thăng giả, chết. Giả mạo hỗn độn chủ đệ tử nhân quả, tuyệt đối là cái đại nhân quả. Làm hỗn độn chủ đệ tử, liền muốn đi kiểm chứng Tả Liễn đạo chủ phải trang ứng thề, nhân quả này cũng tuyệt đối là một cái hung hiểm vô cùng nhân quả. Có trọng nhân quả này, như vậy Hứa Ứng bị Tả Liễn đạo chủ xử lý, cũng liền thuận lý thành chương. Đương nhiên, hắn không đi thăm dò cũng không thành, không đi thăm dò, như vậy giả mạo hỗn độn chủ đệ tử nhân quả, đoán chừng cũng sẽ bộc phát, trực tiếp hóa thành hỗn độn chi khí cũng có thể. Liên tục bị cái này hai đại nhân quả quấn thân, đối với Hứa Ứng tới nói cũng là có chút bất đắc dĩ. Không giả mạo hỗn độn chủ đệ tử, liền sẽ bị vị này hồng mông tử khí bên trong tồn tại xử lý, giả mạo, còn có một chút hy vọng sống. Huống chi, hắn hiện tại bởi vì tu luyện nhân quả đại đạo nguyên nhân, nhân quả quấn thân, đã không phải do hắn. Hắn nhất định phải giải quyết Tả Liễn đạo chủ, để đã từng hủy diệt linh giới vũ trụ tất cả người tu hành lời thề ứng thề mà kết thúc, không tồn tại nữa, hắn có thể thuận lợi đem nhân quả đại đạo tu luyện tới tiên cảnh. Nếu không, hắn phi thăng mà nói, chắc chắn sẽ ứng thề, hóa thành hỗn độn chi khí triệt để tử vong. Nhân quả càng lớn, tu luyện càng nhanh, đã chết càng nhanh. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, hiện tại nếu không muốn chết, vậy trước tiên giải quyết Tả Liễn đạo chủ vấn đề này. Hồng mông tử khí bên trong vị tồn tại kia cũng không phải là đạo chủ, mà là thời đại kia bất hủ giả, gọi là Bùi Dực Chân Vương. Bùi Dực Chân Vương nói lên chuyện năm đó trải qua, nói đây hết thảy đầu nguồn, đều đến từ một trận hỗn độn thệ ngôn. Năm đó đạo Pháp còn rất thấp kém thời điểm, có một già một trẻ đáp lấy một chiếc kỳ lạ thuyền tới đến linh giới, khi đó Tả Liễn đạo chủ còn không phải đạo chủ, mà là một vị còn chưa tu luyện thành tiên người trẻ tuổi. Khi đó linh giới, đạo Pháp thần thông rất là rớt lại phía sau, không ai có thể đột phá lôi trạch phong tỏa, tu thành tiên cảnh. Tả Liễn là khi đó vô cùng có hy vọng xông phá lôi trạch thiên kiếp người. Độ kiếp di chuyển, một già một trẻ này tìm tới Tả Liễn. Lão già tự xưng Khuất Hoàng, người trẻ tuổi tự xưng Thân Đồ Luân, nói với Tả Liễn, các ngươi đại đạo cơ cấu quá thấp, khó mà đột phá thiên kiếp, không cách nào thành tiên. Muốn thành tiên, thoát khỏi sinh tử, chỉ cần tinh tiến đại đạo cơ cấu. Khi đó linh văn kém xa hiện tại, hai người lộ một tay thần thông, đem Tả Liễn đạo chủ trấn trụ. Tả Liễn đạo chủ thế là khẩn cầu hai người cải tiến linh văn, hai người kia thế là đưa ra một cái yêu cầu. Bùi Dực Chân Vương nói, yêu cầu này chính là, đợi cho Tả Liễn đạo chủ tu luyện tới đại đạo chủ cảnh, chiếc thuyền này sẽ lại lần nữa đến đây, Tả Liễn đạo chủ chỉ cần mang theo linh giới tất cả cao thủ tùy bọn hắn cùng một chỗ tiến đến, cứu bọn họ tính mệnh, đối kháng bọn hắn sinh tử đại địch, đạo minh. Hứa Ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, đạo minh là cái gì? Bùi Dực Chân Vương lắc đầu nói, không biết. Hứa Ứng hỏi, Khuất Hoàng cùng Thân Đồ Luân từ đâu mà đến? Thuyền của bọn hắn là từ linh giới thế giới khác lái tới, hay là từ hỗn độn hải lái tới? Bùi Dực lắc đầu nói, chiếc thuyền kia là từ hỗn độn hải lái tới, nhưng cụ thể là trong hỗn độn hải cái gì vũ trụ, liền không được biết rồi. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nói, ngươi tiếp tục. Bùi Dực tiếp tục nói, Tả Liễn đạo chủ cũng không biết cái gì gọi là đạo minh, thế là đáp ứng, một già một trẻ kia để hắn hướng hỗn độn chủ phát thệ. Tả Liễn đạo chủ thề đằng sau, một già một trẻ kia hai người toàn tâm toàn ý cùng hắn luận đạo, giảng giải các loại đạo pháp, ngắn ngủi mấy năm, Tả Liễn đạo chủ đạo hạnh liền đột nhiên tăng mạnh, kiến thức càng ngày càng cao. Tả Liễn đạo chủ là cái tuyệt thế thiên tài, khi đó hắn hay là phi thăng kỳ, nhưng đạo hạnh cũng đã đạt tới lần thứ nhất chứng đạo giai đoạn. Đồng thời, hắn sao chép bên dưới một già một trẻ kia rất nhiều đại đạo kiến giải, linh giới có thể có người nắm giữ hỗn độn, hồng mông, ngũ thái các loại cao đẳng đại đạo, dựa vào là chính là hắn sao chép. Một già một trẻ này trước sau dùng 300 năm, đem hắn đạo hạnh tăng lên tới hắn lúc trước căn bản là không có cách tưởng tượng độ cao, sau đó ba người liên thủ, cùng một chỗ thiết kế cải tiến linh văn. Lại qua trăm năm, linh văn rốt cục thoát thai hoán cốt, biến thành một loại thẳng tới đại đạo chủ cảnh hoa văn đại đạo. Một già một trẻ kia lên thuyền rời đi, lão giả Khuất Hoàng liên tục khuyên bảo Tả Liễn đạo chủ, nói, hỗn độn thệ ngôn cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể vi phạm. Tương lai sẽ có người cưỡi chiếc thuyền này đến đây tiếp các ngươi, các hạ nhất định phải nhớ kỹ, mang theo tộc nhân bên trong cao thủ đi thuyền tiến về. Thiếu niên Thân Đồ Luân cũng nói, thế giới của chúng ta vào lúc đó, sẽ tao ngộ một trận tai họa ngập đầu, bị đạo minh chỗ xâm, các ngươi nếu là không đi, chúng ta sợ khó còn sống sót. Nhìn Tả đạo hữu không nên quên đoạn này ân tình. Một già một trẻ này rời đi đằng sau, đi qua một đoạn thời gian rất dài, từ đầu đến cuối không thấy cái gì trước thuyền tới. Bùi Dực Chân Vương nói, Tả Liễn đạo chủ cũng dần dần tu luyện tới đại đạo chủ cảnh, tu vi hùng hậu vô biên, sâu không lường được. Trừ hắn ra, còn có 4 vị đạo chủ, tu vi cũng đều kinh thiên động địa. Còn ta bực này bất hủ cảnh, số lượng cũng là rất nhiều. Năm đó hỗn độn thể ngôn, Tả Liễn đạo chủ sắp quên đi, thời gian quá dài dằng dặc. Nhưng là đột nhiên có một ngày, một chiếc thuyền đi vào linh giới, người trên thuyền không phải một già một trẻ kia, mà là cái người trẻ tuổi xa lạ máu me khắp người, thỉnh cầu gặp Tả Liễn đạo chủ. Tả Liễn đạo chủ nhìn thấy người tuổi trẻ kia, người trẻ tuổi nói ra năm đó lời thề, yêu cầu Tả Liễn đạo chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xuất lĩnh linh giới tất cả cao thủ, cứu viện tộc nhân của bọn hắn. Tả Liễn đạo chủ hỏi thăm tình hình chiến đấu, mới biết lão giả kia khuất hoàng đã chiến tử, thiếu niên thân đồ luân còn tại tiền tuyến, không biết sống chết. Tả Liễn đạo chủ vì vậy mà chủ trừ, cùng đạo minh chi chiến, thảm liệt như vậy, chính mình linh giới cao thủ, chỉ sợ cũng đem tử thương vô số. Năm đó một già một trẻ kia cố nhiên có chỉ điểm tri ân, nhưng chẳng lẽ muốn bởi vì chỉ điểm tri ân, liền muốn cầm linh giới tất cả cao thủ tính mệnh đi trợ giúp đối phương sao? Nhưng mà nếu là không đi, lại sẽ trái với ngày đó hứa hẹn. Phải chăng muốn vì một câu hứa hẹn, đưa linh giới tất cả cao thủ tính mệnh tại không để ý, mang theo bọn hắn tham dự một trận không hiểu thấu chiến tranh? Thế là, Tả Liễn đạo chủ đối với người tuổi trẻ kia nói, hắn có thể theo chiếc thuyền này cùng một chỗ tiến về chiến trường, trợ giúp thân đồ luân bọn người, nhưng linh giới mặt khác đạo chủ, bất hủ, không có khả năng tiến đến. Người tuổi trẻ kia hướng hắn trùng điệp dập đầu, khóc lóc kể lể chiến trường thảm liệt, đạo minh hung mãnh, chỉ dựa vào Tả Liễn đạo chủ lực lượng một người, không cách nào thay đổi chiến cuộc. Người tuổi trẻ kia đập đến đầu rơi máu chảy, nói cho Tả Liễn, hắn lưng đeo chủng tộc tính mệnh mà đến, nếu như không có khả năng mượn đến đủ nhiều cường giả, liền sẽ chủng tộc diệt tuyệt. Khẩn cầu Tả Liễn đạo chủ nhất định phải tuân thủ năm đó lời thề, mang lên linh giới tất cả cao thủ. Tả Liễn đạo chủ rất là không vui, người tuổi trẻ kia còn nói, trước khi đi thân đồ luân nói cho hắn biết, nếu là Tả Liễn đạo chủ không muốn tuân thủ lời thề, nhất định sẽ bị hỗn độn đại đạo truy sát, nghe được tiếng chuông lúc liền hối hận thì đã muộn. Tả Liễn đạo chủ cũng là tự đại đã quen, nghe nói như thế, liền đối với người trẻ tuổi nói, năm đó thân đồ luân cùng khuất hoàng lấn hắn tuổi nhỏ vô tri, phát ra lời thề, bây giờ lại muốn y theo lời thề để hắn đánh cược linh giới thân gia tính mệnh, là tiểu nhân hành vi. Bùi Dực Chân Vương nói, hắn nói, hỗn độn chủ là đại đạo chủ, hắn cũng là đại đạo chủ. Hắn nắm giữ lấy linh giới thiên địa đại đạo, có được vô thượng lực lượng, là đại đạo chúa tể, chỉ là hỗn độn thệ ngôn, hắn muốn trái với liền trái với, muốn tuân theo liền tuân theo. Hứa Ứng nghe đến đó, dò hỏi, sau đó thì sao? Bùi Dực Chân Vương nói, người tuổi trẻ kia còn tại không ngừng dập đầu, mời hắn tương trợ, Tả Liễn đạo chủ lòng sinh phiền chán, quả quyết cự tuyệt. Người tuổi trẻ kia tuyệt vọng cực độ, thế là đáp lấy thuyền trở về hỗn độn hải, nói là muốn cùng tộc nhân cùng tồn vong. Hắn cùng thuyền lái vào trong hỗn độn hải về sau, chúng ta liền nghe được tiếng chuông. Hắn nói đến đây, không khỏi dùng mình một cái. Chương 1345, tiếng chuông vang lên thời điểm, linh giới tất cả tiên nhân, toàn bộ gặp kiếp, hóa thành từng sợi hỗn độn chi khí trở về hỗn độn hải. Hắn đến nay vẫn không rõ, những người này đều là chết như thế nào, ngược lại là thần thông gì đồng thời tập kích bọn hắn. Chuông lớn nhịn không được hỏi, tất cả tiên nhân đều trong cùng một lúc tử vong. Ngươi biết Tả Liễn năm đó phát hạ lời thề nội dung a? Bùi Dực trần chờ một chút, nói Tả Liễn đạo chủ thiên tư thiên phú hay là cực cao, hắn sống tiếp được, tránh thoát hỗn độn đại đạo gạt bỏ. Về sau ta gặp được hắn, hỏi thăm hắn năm đó lời thề. Hắn nói, khi đó hắn lập thệ muốn dẫn lấy linh giới tất cả tiên nhân đi chiến trường, trợ giúp thân đồ luân, đối kháng đạo minh. Hứa Ứng, chuông lớn bọn người nghe vậy, trong lòng sợ hãi. Hỗn độn đại đạo, chính là căn cứ câu này lời thề, gạt bỏ linh giới tất cả tiên nhân. Dù là một nhóm kia tiên nhân sau khi chết, đằng sau có người phàm là độ kiếp thành công, cũng sẽ hóa thành hỗn độn chi khí, chết oan chết uổng. Hứa Ứng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao linh giới văn minh sẽ thất lạc. Tất cả có năng lực phi thăng thành tiên người, đều chết ở dưới hỗn độn thệ ngôn, dẫn đến thất truyền đạo pháp càng ngày càng nhiều, thế là dần dần biến thành bây giờ bộ dáng. Linh giới, ai phi thăng, đều phải chết. Hứa Ứng thu hồi chuông lớn, hướng Hồng Mông đạo cảnh đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói, người gặp qua Tả Liễn đạo chủ, như vậy người biết hắn ở nơi nào a? Bùi Dực nói, biết, hắn liền ẩn thân tại thiên cảnh sơn đạo cảnh bên trong. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi. Bùi Dực Chân Vương nói, đạo hữu, có phải hay không giết hắn, mới có thể giải quyết hỗn độn thệ ngôn? Hứa Ứng lắc đầu nói, vẻn vẹn giết hắn, còn đoạn không được nhân quả. Năm đó thân ở trong lời thề, đều phải chết. Bùi Dực Chân Vương sắc mặt thảm đạm, Hứa Ứng liếc nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Bùi Dực Chân Vương đứng im tại hồng mông chi khí bên trong, thấp giọng nói, ta không muốn chết, ta không muốn bồi tiếp Tả Liễn cùng một chỗ mất mạng. Hứa Ứng dừng bước lại, quay đầu lại nói, ta có một cái biện pháp, có lẽ các ngươi đều không cần mất mạng. Bùi Dực Chân Vương ngơ ngẩn, lập tức cuồng hỉ, vội vàng truy vấn, cái biện pháp gì? Hứa Ứng khẽ mỉm cười nói, chờ ta gặp qua Tả Liễn đằng sau sẽ nói cho các ngươi biết. Hắn đi vào hồng mông đạo cảnh biên giới, dừng bước lại, có chút chần chờ, chậm chạp không có cất bước đi ra ngoài. Ứng tử, vì sao chần chờ? Chuông lớn dò hỏi. Hứa Ứng nói, ta lần này đào ra Tả Liễn đạo chủ một chuyện, chỉ sợ cùng Tả Liễn đạo chủ cũng dính dáng đến nhân quả, đạo này nhân quả, tất nhiên so cùng Bùi Dực Chân Vương nhân quả còn lớn hơn nhiều lắm. Ta lo lắng ta một bước này bước ra, liền sẽ bộc phát thiên kiếp. Lấy thực lực của hắn độ kiếp vô cùng dễ dàng, một quyền đánh xuyên lôi trẻ cũng không nói chơi. Nhưng là chỉ cần phi thăng thành tiên, liền mang ý nghĩa tử vong. Có thể trấn áp kiếp vận sao? Chuông lớn dò hỏi. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, cười nói, đại đạo chủ nhân quả, chỉ sợ cực kỳ lợi hại, một đạo nhân quả liền đủ để cho ta nhân quả đại đạo thẳng tới đạo cảnh ngũ trọng lục trọng. Bất quá, ta cũng có thể thử một lần. Hắn trong lồng ngực hào khí vạn trượng, điều động thái nhất, hỗn độn, hồng mông các loại đại đạo, tùy thời chuẩn bị trấn áp kiếp vận. Ta thái nhất, hỗn độn, hồng mông, đều đi vào bất hủ cảnh biên giới, không có cái gì kiếp vận là ta không trấn áp được. Hứa Ứng bước dài ra, đi ra hồng mông đạo cảnh, lập tức một đạo thô to không gì sánh được nhân quả xuyên qua hư không mà đến, tụ hợp vào hắn nhân quả kim luân bên trong. Hứa Ứng chỉ cảm thấy nhân quả đại đạo tạo nghệ liên tiếp tăng vọt, tu vi tăng lên điên cuồng, trong khoảnh khắc liền kiếp vận trước mắt. Đúng như là hắn sở liệu, đạo này nhân quả mang tới tăng lên thực sự khủng bố, ngắn ngủi một lát, liền để hắn nhân quả đại đạo thẳng đến đạo cảnh ngũ trọng đạo cảnh lục trọng mà đi. Thiên kiếp kia kiếp vận lập tức trở nên không gì sánh được kịch liệt, thể phải hướng hắn vào tới, để hắn ứng kiếp phi thăng. Hứa Ứng điều vận các loại đại đạo, che đậy thiên cơ, đối kháng kiếp vận, lẫn lộn nhân quả, cuối cùng không có kiếp vận giáng lâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có vô số chuỗi nhân quả chen chúc mà đến, đồng loạt rơi vào trên người hắn, lập tức lại bị nhân quả kim luân cuốn lên. Hứa Ứng nhìn về phía những chuỗi nhân quả kia, đến trăm vạn mà tính, lít nha lít nhít, số lượng kinh người. Hắn nhân quả tu vi cũng lại lần nữa tăng vọt, kiếp vận lập tức khó mà trấn áp. Ta Đồ Nhi ngoan Du Huyên, ngươi lại làm cái gì? Thái Vi Cung, Thiên Hạ Chính Đạo hội sự ở đây, Du Huyên dơ cao trinh phạt ma đạo đại kỳ, triệu tập Thúy Hư đại lục, Linh Tê đại lục, Linh Phóng đại lục các loại chính đạo lãnh tụ, hội tụ thành mấy triệu tu sĩ đại quân, chuẩn bị thảo phạt ma đạo. Hứa Ứng mặc dù không tại Thái Vi Cung, nhưng Du Huyên hay là chuyển ra Hứa Ứng tên tuổi, vì Thiên Hạ Chính Đạo tăng thêm lòng dũng cảm. Thiên Hạ Chính Đạo biết được có dạng này một vị lão thần tiên, trợ giúp bọn hắn thảo phạt ma đạo, từng cái phấn chấn không hiểu, sĩ khí tăng nhiều, hướng về ma đạo lãnh địa xuất phát. Chính ma đại chiến, chính thức kéo ra màn che. Hứa Ứng lại chỉ cảm thấy tự thân nhân quả càng ngày càng nhiều, nhân quả đạo lực càng ngày càng mạnh, dần dần không trấn áp được. Bùi Dực, ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực, giúp ta trấn áp ta kiếp vận. Hứa Ứng đột nhiên cao giọng nói, ngươi giúp ta trấn áp kiếp vận theo giúp ta cùng đi gặp Tả Liễn đạo chủ, ta có thể cho ngươi mạng sống. Hắn vừa dứt lời, sau lưng hồng mông đạo cảnh vọt tới, đem hắn bao phủ. Bùi Dực Chân Vương chậm rãi từ hồng mông tử khí bên trong hiện ra thân ảnh, trầm giọng nói, tốt, ta theo ngươi đi gặp hắn, có hắn hỗ trợ trấn áp kiếp vận, Hứa Ứng rốt cục có thể thư một hơi, hai người hướng Thiên Cảnh Sơn tiến đến. Đợi đi vào Thiên Cảnh Sơn, Hứa Ứng chỉ gặp một đạo ngân hà thác nước giống như đạo cảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong núi, nghĩ đến nơi này chính là Tả Liễn đạo chủ chỗ ẩn thân. Bùi Dực Chân Vương dẫn đường, hai người đi vào chỗ này đạo cảnh. Sau một lúc lâu, một tòa tiên cung đập vào mi mắt, chỉ gặp một thiếu niên ngay tại tiên cung kia trước tu luyện. Trường Tôn Thánh Hải, Hứa Ứng ngơ ngẩn, hắn làm sao còn sống? Trường Tôn Thánh Hải nhìn thấy hắn, lộ ra dáng tươi cười. Linh Khư, ma đạo nơi ở, giờ phút này ngàn vạn cao thủ ma đạo kích động không thôi, nhao nhao nhìn về phía thần ma đại đạo quân đệ tử Lục Hợp. Những ngày này, Lục Hợp đã chỉnh hợp linh giới ma đạo thực lực, tin phục ma đạo tất cả kiệt ngạo bất tuần hạng người, trở thành ma đạo đạo tổ. Mà vào lúc này, tiếng sấm vang rền, hắn ngay tại độ kiếp chuẩn bị phi thăng. Vô số năm qua, một cái duy nhất phi thăng, lại là chúng ta tu luyện ma đạo. Chúng ma từ xa nhìn lại, chỉ gặp Lục Hợp ở trong lôi trạch đi bộ nhàn nhã, bất kỳ cái gì lôi đình đạo tượng đều khó mà làm bị thương hắn. Rốt cục, Lục Hợp đánh xuyên qua lôi trạch, cười ha ha, ta đã thành tiên. Kể từ hôm nay, ta chính là nhất thống chính ma. Từ đâu tới tiếng chuông, keng, Lục Hợp hôi phi yên diệt, chương 1346 Tả Liễn đạo chủ. Lục hợp bởi vì tại Giáng Lâm Thúy Hư Đại Lục thời điểm đoạt xá linh giới người, cần trùng tu, hắn tu luyện tới phi thăng cảnh, liền cần độ kiếp. Bởi vậy, từ hắn đoạt xá một khắc kia trở đi, cũng đã chú định tử vong của hắn. Lục hợp độ kiếp, chỉ là một trận không có ý nghĩa ồn ào, không làm kinh động tại phía xa thiên cảnh sơn Hứa Ứng. Hứa Ứng lại lần nữa cùng Trưởng Tôn Thánh Hải gặp nhau, hai người ngóng trông đối phương chết lại ngóng trông đối phương không chết xoắn suýt tâm tính, cuối cùng rơi xuống đất. Đại sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Hứa Ứng kinh ngạc nói. Trưởng Tôn Thánh Hải nói, ta từ trên trời giáng xuống, chính là rơi vào phụ cận, may mắn gặp sư tôn. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, sư tôn. Trưởng Tôn Thánh Hải nghiêm nghị nói, không sai, là sư tôn. Sư tôn lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại, chính là cử thế vô song đại đạo chủ, ẩn cư ở đây. Ta những ngày này theo hắn tu hành, tiến bộ thần tốc, lại có nhiều loại đại đạo bổ ích không ít. Hứa sư đệ, ngươi những ngày này cảnh ngộ như thế nào? Hứa Ứng không khỏi thở dài, đồng nhân không đồng mệnh, mọi người cùng là Thái Nhất Đại Đạo Quân môn hạ đệ tử, Trưởng Tôn Thánh Hải rơi xuống đất, liền có thể gặp được linh giới người thứ nhất, Tả Liễn đạo chủ, đạt được Tả Liễn đạo chủ chỉ điểm. Mà chính mình rơi xuống đất, chỉ còn lại có cái đầu, tu luyện nhân quả đại đạo, lại bởi vì Thu Du Huyên tên đệ tử này, nhiều lần suýt nữa dẫn phát thiên kiếp một mệnh ô hô. Hắn nhân quả đại đạo không có tu luyện được có bao nhiêu lợi hại, nhưng trên thân dây dưa nhân quả cũng không ít, từng cái lai lịch kinh người, hơi không cẩn thận, chính mình liền sẽ một mệnh ô hô. Hứa Ứng nhìn về phía Trưởng Tôn Thánh Hải sau lưng cung khuyết, đột nhiên cất cao giọng nói, Tả Liễn đạo chủ, vãn bối Hứa Ứng, đến đây tiếp. Trong cung điện không có bất cứ động tĩnh gì, Hứa Ứng tế lên chuông lớn, nhẹ nhàng gõ một cái, tiếng chuông thăm thẳm đung đưa, tại mảnh này đạo cảnh bên trong truyền vang. Trưởng Tôn Thánh Hải kinh ngạc nhìn xem chiếc chuông lớn này, trên vách chuông nhăn nheo đập vào mi mắt, cho dù là hắn hỗn độn đại đạo đã tu luyện được cực kỳ cao minh, trong hai mắt cũng không nhịn được có hỗn độn chi khí chảy ra. Trưởng Tôn Thánh Hải trong lòng giật mình, vội vàng rời đi ánh mắt. Sau một lúc lâu, trong cung điện truyền tới một thanh âm, nói Thánh Hải, xin mời khách quý tiến đến. Khách quý, Trưởng Tôn Thánh Hải giật mình, lập tức hướng Hứa Ứng khom người, nói, khách quý xin mời. Hứa Ứng mỉm cười, đi theo hắn đi vào trong cung. Hứa Ứng sau lưng, hồng mông phun trào, Bùi Dực Chân Vương nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Bên trong tòa cung điện này, khắp nơi có thể thấy được tung bay tóc trắng, treo ở trên lan can, trên hành lang, giống như là lụa mỏng. Đợi đi vào trong cung chính điện, chỉ gặp một vị lão giả ngồi tại trên bồ đoàn, đưa lưng về phía bọn hắn, tóc trắng khắp nơi trên đất. Hỗn độn hải khách quý, rốt cục vẫn là tìm tới. Tả Liễn đạo chủ mặc dù là đưa lưng về phía bọn hắn, vẫn như cũ có một loại làm lòng người gãy khí độ, thanh âm hùng hậu trầm thấp, nói chuyện thời điểm, giữa thiên địa đại đạo cũng tại cùng cộng hưởng theo, phát ra thanh âm phảng phất đạo thanh âm. Ngươi lần này tới, là vì lấy tính mạng của ta mà đến. Hắn dò hỏi, Hứa Ứng nghe vậy, lắc đầu cười nói, đạo chủ hiểu lầm, ta cũng không phải là hỗn độn chủ đệ tử. Kỳ thật ta chỉ là một cái tương đối người may mắn, ở trong hỗn độn hải du lịch lúc, nghe được trong hỗn độn hải tiếng chuông, thế là mời ta bằng hữu chung ra, lạc ấn tiếng chuông kia hình thành hỗn độn nhăn nheo. Hắn lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Bùi Dực Chân Vương thất thanh nói, ngươi không phải hỗn độn chủ đệ tử. Ngươi dám gạt ta, muốn ngươi chết không nơi táng thân. Chuông lớn cũng vội vội vàng vàng, kêu lên, a Ứng, ngươi luôn luôn là nói láo tay thiện nghệ nhỏ, vì sao hiện tại miệng bầu rồi. Hù không nổi hắn, chúng ta đều phải chết. Hứa Ứng chẳng quan tâm, đem mình tại hỗn độn hải gặp phải tiếng chuông kinh lịch nói một phen, áy náy nói, ta tu luyện nhân quả đại đạo, trong lúc vô tình gặp được đạo chủ đoạn nhân quả này, biết được đạo chủ hỗn độn thệ ước, cũng không phải là cố ý nhúng tay trong đó. Tả Liễn đạo chủ vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn hắn, trầm mặc một lát, nói, nếu không có hỗn độn chủ thụ ý, người há có thể lạc ấn hắn đại đạo trung âm thanh. Giống như hắn như vậy thần thông quảng đại tồn tại, tất nhiên đã thấy tương lai, thế là lựa chọn ngươi cho hắn sứ giả. Hứa Ứng không khỏi kinh ngạc, tinh tế suy nghĩ, nói, hoàn toàn chính xác có này khả năng. Hỗn độn chủ đạo hạnh độ cao, ta khó mà phỏng đoán. Thế nhưng là, hắn như thế nào lại cho là, ta có thể giải quyết đạo chủ hỗn độn thệ ước. Hắn suy tư nói, thực lực của ta thấp, cho dù muốn giết đạo chủ, cũng căn bản không có khả năng làm được. Bùi Dực Chân Vương cười lạnh nói, ngươi muốn giết đạo chủ. Lấy bản lãnh của ngươi, chỉ sợ còn cần tu luyện mấy chục triệu năm. Hứa Ứng vẻ u sầu không dương, nói, đạo chủ dùng bí pháp, tránh đi hỗn độn đại đạo, tránh né đến nay, tất nhiên có thể tiếp tục trốn ở đó. Ta giết không được đạo chủ, lại không thể phá giải đạo chủ bí pháp, để đạo chủ bại lộ ở trong hỗn độn đại đạo. Như vậy, hỗn độn chủ vì sao lựa chọn để cho ta tới đâu?